Truyện Xích Quỷ Kiếm, tác giả Ember, chương 9. Nếu người thực lòng muốn biết thì ta cũng trả lời. Ta là Hứa Thiên Châu, thiếu chủ của tiên tộc, cũng là thê tử của Hoàng Chính Du, người mà ngươi mới bị hãm hại đó. Giờ ta sẽ thay phu quân của ta tước đi những thứ không thuộc về ngươi. Vừa dứt lời, Thiên Châu xoay tay vận khí, cảnh chi bị bé nhất bỗng có mặt đất lơ lửng trên không trung, cổ bị bóp nghẹt, hắn tập vùng vẫy chân tay ở trong vô vọng. Thiên Châu dùng một tay che mắt của Hoàng Chánh Tông, tay còn lại nắm chặt lại, cổ của cảnh chi liền bị bẻ gãy đi, máu mắt của hắn ta tràn ra, miệng há hốc rồi tắt thở. Thiên Châu buông tay cảnh chi rơi bịch xuống đất, toàn quân hỗn loạn nhốn nháo chạy thoát thân. Thiên Châu liền tạo ra một cái kết giới vây lấy bọn chúng, xoay tay lên trên trời, một luồng gió mạnh xuyên qua cơ thể của bọn chúng rồi rút sạch toàn bộ tu vi. Giờ thì mạng của chúng nó tự nhiên mạnh chỉ treo chuông, thân thể chẳng khác gì là người phàm. Ta lấy danh nghĩa của Hoàng Chính Vương tha cho các ngươi một mạng, hãy lập tức rút cơ quan thành và trở về các ngươi đã từng thuộc về. Nếu như còn xuất hiện ở đây một lần nữa thì ta sẽ lập tức giết chết không tha. Bọn chúng run sợ mà bỏ chạy tán loạn. Thiên Châu nhìn hoàng thành đổ nát mà nhớ lại cảnh vật trước đây, liền có một chút đau lòng, lập tức khai mở nguyệt thần đàn, gảy một cái điệu khúc vui tươi, âm thanh réo rắt đã qua vào trong nắng chiều, giống như bừng sinh lên vạn vật. Thiên Châu hướng tay lên trên trời hô vang một tiếng: phục hồi! Nhanh chóng, những cái tường thành đổ nát đã trở về hình thái cũ. Những gốc đại thụ đổ ngã đã dựng đứng dậy, chui thẳng vào trong lòng đất. Chim chóc hồi sinh bay về tổ, hoàn thành bình yên ở trong nắng chiều, giống như chưa từng có cuộc đổ dở nào. Đám binh lính bị nhốt ở trong ngục của quả thành, Chánh Tông được thả ra, nhanh chóng quỳ trước mặt của Thiên Châu. Lúc này đây, cậu đến nâng Hoàng Chánh Tông đứng dậy rồi ôm nhu mở lời: ta giết cảnh trí, người không có đau lòng chứ? Hắn ta đang chết mà, ta không thể nào vì hắn ta mà đau lòng được. Hoàng Chánh Tông cứ nghĩ trả lời: ngay cả đấng sinh thành mà hắn ta còn không tha, kệ lại còn thua cả súc sinh như hắn ta, lùi lại đây chỉ có thể gây họa cho nhân gian mà thôi. Làm ô quế có thần, một cái kẻ như hắn ta sẽ không bao giờ tìm lại được thiện lương. Giờ ta phải lập tức đi tìm Chính Du, người ấy chắc chắn là đang đợi đâu đó thôi. Người đã trúng độc của ma giới rồi, ta sẽ sớm tìm thuốc giải để giải ra cho người. Hãy an tâm mà dưỡng thương đi. Còn về cái việc ở hoàng thành, sẽ cố gắng thu xếp. Cánh quân của Hoàng Cảnh Tri đã cử đi, chắc chắn cũng sẽ không dám trở lại đâu, nên người không cần phải lo ngại. Giờ ta đi đây. Khoan đã, người còn điều việc nào sao? Châu Nhi à, đa tạ con. Ta đã hiểu vì sao Chính Du sống chết cũng muốn ở cùng với con. Ta nợ con một lời xin lỗi. Người đừng ái ngại mà, mọi việc đều là do ý trời, phụ thân à. Hoàng Chánh Tông xúc động rơi lệ, nắm chặt đôi tay của Thiên Châu nói khẽ: con ngoan. Thiên Châu mỉm cười vỗ nhẹ bàn tay của y rồi nhanh chóng biến mất. Cậu vượt suối băng rừng ở trong đêm tối, từng ngóc ngách cũng không bỏ qua. Đi đến hai chân nhem nhút bùn đất, tà áo trắng tinh khiết sơm đã nhuộm đen đi, mồ hôi thấm đẫm cả ngực áo. Vừa đi vừa gọi tên của Chính Du, gọi đến khàn cả giọng mà người vẫn cứ biệt vô âm tính. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi mà sương mù còn giăng giăng khắp nẻo, Thiên Châu ngồi thẫn thờ, cảm giác tuyệt vọng cứ đang dần xâm chiếm lấy trái tim của cậu. Chỉ còn hy vọng cuối cùng vào trong Bích Thủy Kiếm thôi. Cậu nhắm mắt lại để dò tìm kiếm hung khí, nhưng mà vẫn không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả. Đến khi mà dừng lại trước một khe suối ở lưng chừng núi, Thiên Châu khom người xuống để uống một ngụm nước. Bỗng cậu nghe tiếng gọi khẽ: chủ nhân.
Chủ nhân à. Là giọng nói này, giọng nói mà cậu đã từng nghe thấy ở trong giấc mơ. Thiên Châu liền đi theo cái tiếng gọi đó, chừng luôn cả luôn cuồng đến suýt chút nữa là ngã. Nước mắt rơi lã chả trên mặt vì lo lắng mà trở nên sầu thương. Xin hãy là người, Chính Vũ, xin hãy là người đi. Thiên Châu đuổi theo, đi được một đoạn thì tiếng gọi kia ngưng bặt đi. Trước mắt của cậu là một cái ngôi nhà tranh nhỏ nghi ngút khói, nằm sâu ở trong rừng trúc. Cậu ngừng lại, thận trọng đi dò xét xung quanh. Là tiên khí, lại còn rất mạnh nữa. Thiên Châu chậm chậm bước đến gần, rồi len len chèn mắt vào trong một cái khe hở nhỏ ở trên vách nhà mà nhìn vào bên trong. Bên trong là gian phòng đơn sơ với một chiếc bàn gỗ. Trên bàn còn có một cái chén gì đó đang nghi ngút tỏa khói, dường như chính là thuốc. Trong góc phòng có kê một chiếc giường, trên giường là một thân ảnh đang nằm, chỉ lộ ra nửa thân dưới. Nhưng mà cậu có thể khẳng định đó chính là người mình đang tìm kiếm. Cậu khẽ gọi, Chính Vũ. Vừa xoay người định quay đi thì một gương mặt kề sát đã khiến cho Thiên Châu giật mình. Kỳ lạ, hắn ta đến khi nào, sao ta còn biết chứ? Gương mặt đó nhìn cậu, ánh mắt cổ quái âm u. Y nhìn Thiên Châu trừng trừng, giống như là muốn gom hết cái hình ảnh của cậu thu vào trong đáy mắt. Không khi có phần ái muội, cậu rời mắt đi, rồi không nhanh không chậm mà hỏi một câu. Nè, ngươi là chủ nhân của căn nhà này hay sao chứ? Vậy người trong kia chính là bạn hữu của ta đó, hắn ta gặp nạn, ta có thể vào trong đi gặp mặt một chút có được không chứ? Kẻ kỳ dị kia không trả lời, vẫn là chằm chằm nhìn cậu. Thiên Châu cảm nhận được tiên khí trên người của y rất là mạnh, tuyệt nhiên là có thể hơn chứ không thua kém mình. Cậu khẽ nuốt khan một cái rồi cúi đầu quay đi, định cứ như thế mà bước vào nhà. Vậy xin phép. Bọn nam nhân kia nắm lấy cánh tay của Thiên Châu để giữ lại, lực nắm rất là mạnh. Cậu có thể cảm nhận được đau nhói ở khuỷu tay. Đợi một chút, đi theo ta. Giọng nói trầm âm đầy ma lực kia đã làm cho Thiên Châu cảm thấy tê liệt cả thần trí. Chân lão đảo vô lực theo sau của y, rồi dần dần rời xa ngôi nhà. Bên trong Chính Vũ trở mình đi nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn ta nắm chặt thành giường ngồi dậy, miệng rên khẽ, Châu Châu. Thiên Châu chân bước không tự chủ đi theo sau nam nhân là mặt kia. Được một đoạn bất chợt, y lại dừng lại trước một cái khe suối, chỉ tay xuống tảng đá gần mặt nước rồi nhẹ giọng, ngồi xuống đây đi. Lời nói giống như là có ma lực đã khiến cho cậu không thể nào mà không nghe lời. Cảm giác này thực sự là quá đỗi quen thuộc, dường như đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây, cứ giống như là một thói quen. Thiên Châu không nói mà rằng nhất định làm theo lời của nam nhân kia. Y liền ngồi xổm để nâng chân của cậu lên, từ từ cởi giày ra. Cậu khẽ giật mình một cái rồi thu chân lại, nhưng mà nam nhân kia vẫn là không chịu buông. Y nheo mắt nhìn một cái rồi giống như thể là phiền trách. Cuối cùng Thiên Châu vẫn là ngoan ngoãn để cho y tùy ý. Cảm giác này là gì chứ? Thiên Châu nhíu mày thành hàng, cậu hoàn toàn là không hiểu. Cái người nam nhân này chính là lần đầu tiên gặp mặt thôi, nhưng mà ánh mắt đó, lời nói đó, nó tự nhiên là có một ma lực đã sai khiến cho cậu nhất nhất nghe theo. Ngay cả cái việc đụng chạm vào thân thể cũng rất đổi là quen thuộc. Thiên Châu thực sự khó lý giải cái hành động cùng với cảm xúc của mình trong lúc này. Chỉ đơn thuần là quán tính mà tuân theo mà thôi. Sau khi cởi giày xong, y khom người xuống, múc từng cái ngụm nước, rồi vấy lên trên đôi chân trần nhem nhuốc bùn đất của cậu. Từng chút một mà cọ rửa thật sạch sẽ. Những cái ngón chân thon dài trắng trẻo xinh đẹp dần lộ ra. Cuối cùng y dùng áo của mình để nâng niu lau sạch nước ở trên chân của cậu, rồi cởi giày mang đeo vào cho Thiên Châu.
Tất cả cái hành động đó đều làm rất là liền mạch. Xong xuôi, y đứng dậy định đi vào. Thiên Châu mơ hồ bất giác níu lấy cái bàn tay của y, lay nhẹ. Vậy là gì chứ? Quỳnh là ai? Nam nhân quay lại nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Giờ thì Thiên Châu mới có dịp nhìn kỹ. Một gương mặt góc cạnh, mái tóc vẫn cao, đôi mắt sáng giống như là sao đêm, dựng trán thanh cao, có vài cái lọn tóc mềm mại rủ xuống, chiếc mũi đẹp đầy nam tính, đôi môi mọng đỏ đã sậm cái mùi vị của nam nhân. Người cao bực thước, nam nhân nhếch miệng cười, bất giác siết chặt bàn tay của Thiên Châu. Cậu là có thể cảm nhận được bàn tay ấy, nó ấm áp đến lạ thường, một cảm giác luyến lưu đến khó tả tràn ngập ở trong lòng. Thiên Châu tuyệt nhiên là lưu luyến cái ánh mắt ấy. Không có gì, chỉ là thấy người của người bẩn thỉu nên ta không chịu được thôi. Ta là không quan trọng. Nè, ngươi muốn tìm cái người đang nằm trong kia có phải không chứ? Thiên Châu khẽ giật mình tự trách. Nằm nhận trước mặt của cậu, rốt cuộc là ai đây chứ? Y có ma lực gì mà khiến cho cậu trong chốc lát có thể quên bản đi chính vô? Nè, quyền lực của hắn ta có phải không chứ? Hôm qua ta nhìn thấy hắn ta bất tỉnh ở bì rừng nên mang về đây. Xin đa tạ. Nếu như không có huynh là có thể hắn ta đã gặp phải nguy hiểm rồi. Thật may. Nè, người khoan mừng vội cái đã. Hắn đã bị lưu thần làm cho tổn thương nguyên khí, giờ rất là yếu ớt đó. Thêm nữa, ánh sáng của lưu thần kia đã làm cho mắt của hắn ta bị mù rồi. Những cái phương pháp thông thường là không thể nào chữa lành được đâu. Nè, vậy ta phải làm như thế nào mới có thể cứu được đôi mắt cho hắn ta thôi chứ? Xin ngươi hãy chỉ điểm cho ta đi. Hắn là gì của ngươi? Thiên Châu nhìn xa xăm, giống như thể là tâm tư đặt về lại chốn nào. Gương mặt của Hoàng Chính Du hiện ra trong trí nhớ, cong mỉm cười một cái rồi trầm giọng. Là một người quan trọng. Nếu như không có hắn ta, quãng đời sau này của ta chắc chắn sẽ không có ý nghĩa đâu. Nam nhân bên cạnh nghe xong, bất giác buông tay của Thiên Châu ra, đôi mắt cao một mảng lạnh lẽo. Ở nhân gian có một vị cao nhân, nàng ta là một vị đại phu tài giỏi và có thể khắc chế quả quan của Lý Thần. Dừng lại một chút, nam nhân lại nhìn vào trong gương mặt của Thiên Châu. Cậu đang chuyên tâm lắng nghe từng lời từng chữ của y, không bỏ sót một chữ nào. Tuy nhiên, để cho nàng ta có thể chịu giúp đỡ là không dễ đâu. Phải tùy vào cơ duyên của người dẫn ta nữa. Ta không ngại đâu mà. Xin hãy chỉ cho ta cách để có thể đến nơi đó đi. Mọi khó khăn ta đều không sợ, chỉ cần là có thể chữa lành cho hắn ta là được rồi. Nàng hiểu lành lắm thần y, sống ở vùng núi qua lĩnh của Đại An. Cô độc một mình suốt ngàn năm nay, tính tình cô quái. Vị đại phu đó không phải là phàm nhân sao? Nàng là một vị thần, nhưng mà không biết vì lý do gì đã rời bỏ cái nơi này để xuống nhân gian rất nhiều năm nay. Quá đành như vậy sao? Vậy nhân sinh lắm đều uất rồi. Vậy ta có thể vào trong để thăm hắn ta được chứ? Ta cũng đi với ngươi. Vừa dứt lời, nam nhân cùng với Thiên Châu đã nhanh chân bước vào trong nhà. Nhưng vừa mở cửa ra đã không thấy Chinh Du đâu cả. Chinh Du à, ngươi đâu rồi? Thiên Châu kinh hãi kêu to lên. Hắn ta không nhìn thấy, chắc chắn cũng không thể nào đi xa đâu. Chinh Châu ra mà tìm. Thiên Châu và nam nhân kia lập tức quay ra bên ngoài để mà tìm kiếm. Cậu vừa chạy vừa gào tên. Hoàng Chinh Du à, ngươi lại đi đâu rồi? Khó khăn lắm ta mới có tìm được ngươi mà, sao ngươi lại chạy mất chứ? Chính như lúc này nằm ở trên giường, đang nghe được giọng nói của Thiên Châu. Hắn ta định dùng cái linh khí để có thể cảm nhận được vòng tay đeo trên người của cậu, nhưng mà sức tàn lực kiệt đành phải vô phương. Nhưng giọng nói của cậu hắn ta không thể nào mà nhầm lẫn với bất kỳ ai khác, nên bất chấp thương tật vẫn cứ vội vã tìm đường mà chạy trốn. Chính dù đã biết rõ thương tích hiện tại của mình, tiền khí tu luyện vạn năm nay
trong thoáng chốc đã mất sạch đi, mắt cũng đã mù lòa rồi. Trên người vết phòng rộp đeo lên khắp nơi, dùng mạo trở nên xấu xí. Hắn ta làm sao mà dám gặp lại tiên châu của hắn ta nữa chứ? Chinh Du dù là thương tâm, nhưng mà sợ mình trở thành vật dưỡng bẩn cậu. Trong thâm tâm của hắn ta, cậu còn phải cứu phụ thân, phải gánh vác trách nhiệm cùng với tiên tộc. Giờ không thể nào gánh thêm hắn ta nữa. Trên vai của cậu đã quá nặng nề rồi. Hắn ta vừa chạy vừa nghĩ, thân thể da vào trong gốc cây mấy chập mà ngã nhào, vết thương lại một lần nữa, cả một trận đau đớn. Nước mắt nước mũi nhèm nhuốc khắp gò má đẫm lệ. Hắn quá đau lòng, là quá đau lòng rồi. Khi mà nghe tiếng gọi của Thiên Châu càng lúc càng gần, hắn sợ thay một tảng đá lớn liền ngồi thu mình vào trong đáy, miệng cắn chặt tay để có thể che đậy tiếng nấc đang nghẹn ngào trong cổ họng của mình. Thiên Châu từ xa đã nhìn thấy hắn ta, nước mắt của cậu chực tuôn trào. Cậu nhận ra là hắn ta đang trốn tránh mình, nên nhẹ nhàng tiến đến đó để mà gần hắn ta. Giờ này Chinh Du trông thật là thê thảm, đầu bù tóc rối, da mọc bong tróc từng mảng, để lộ ra những cái vết bỏng đỏ đỏ, số chỗ còn chảy ra cả dịch vàng. Tay chân cũng không còn lành lặn nữa, một mảng huyết nhục mơ hồ. Thiên Châu đưa tay lên bịt kín miệng mình lại, sợ là hắn ta sẽ nghe thấy tiếng khóc út nghẹn đang trực trào khỏi cổ họng. Sau đó liền lấy tay áo để gạt cái dòng lệ đang nhòe nhạt trên mặt của mình. Cậu tiến đến gần, khom người ngồi đối diện cùng với hắn ta. Chinh Du vẫn chưa có hay biết là người hắn ta yêu đang kề sát bên cạnh. Chỉ một cánh tay giơ ra đã có thể chạm vào người mà hắn ta ngày đêm tơ tưởng. Hắn vẫn cứ ngồi đó, hai tay ôm chặt đầu gối, lưng tựa hẳn vào trong vách đá, gương mặt đờ đẫn, nước mắt cứ không ngừng mà rơi xuống khóe miệng mặn đắng. Hai người cứ như vậy được một lúc, Chinh Du không nghe thấy tiếng của Thiên Châu gọi nữa, tưởng đâu rằng là cậu đã đi xa hắn ta, liền buông cái ngón tay ra khỏi miệng. Ngón tay bị răng cắn chặt đến bật ra cả máu. Thiên Châu nhìn thấy, tâm tư liền cả một trận chấn động. Sao lại thương tâm đến như thế này chứ? Một chiến thần uy phong lẫm liệt, ngạo khí ngất trời. Trong nháy mắt thôi, thì ngài đã sống trở thành một phế nhân rồi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Là vì người yêu của mình mà trốn chui trốn nhủi ở một góc ngồi khóc thầm. Chinh Du ạ, ta phải làm sao với ngươi đây? Ngươi đã không muốn gặp ta rồi, ta đã làm gì mới phải đây chứ? Đang cảm thấy nội tâm tràn ngập đau đớn thì nằm như lúc này cũng vừa đến. Thiên Châu quay đầu lại, giơ ngón tay lên miệng để ra hiệu giữ im lặng. Cậu né sang một bên để cho y đến gần Chinh Du. Ơ nè, sao ngươi lại chạy ra đây? Nam nhân lên tiếng. Ơ nè, lúc nãy con người đã tìm ta phải không chứ? Nam nhân đưa mắt có tin cho một cái, cậu liền lắc đầu. Ờ là có, nhưng mà hắn ta đã đi xa rồi. Chinh Du nghe thấy liền trở nên thương tâm, chân mày của hắn ta nhíu vào nhau, nước mắt chực trào ra, khoe miệng nhếch lên để chua xót. Người đã đi rồi, vậy cũng tốt thôi. Ta lại không muốn hắn ta nhìn thấy ta trong bộ dạng như thế này đâu. À, nè, chúng ta đi vào nhà rồi hãy nói đi. Ngoài này là lạ lắm đó. À, quen đã, ta sợ là hắn ta sẽ quay lại đó. Người, người có thể mang ta đi một nơi khác được không chứ? Đi đâu cũng được, chỉ cần đừng có để cho hắn ta đến tìm thấy ta. Nè, ngươi không nghĩ như vậy là tàn nhẫn lắm hay sao chứ? Còn hơn là làm dứt chân của hắn ta. Thiên Châu nghe được cái câu nói này mà nước mắt rơi lợp bợp. Cậu lấy hai bàn tay ôm mặt của mình lại, toàn thân run rẩy. À, thôi được, nhưng mà tạm thời chúng ta vào trong nhà trước đi.
ta sẽ thu xếp rồi đưa ngươi đến một nơi. Đảm bảo là hắn ta sẽ không thể nào tìm ra ngươi đâu. Đa tạ ngươi. Nam nhân đến bên cạnh khom người, đưa Diệu Chính Du đứng lên, bước thấp bước cao, cả hai cùng nhau vào nhà. Y đặt Chính Du ngồi trên ghế, lấy chén thuốc đưa cho Thiên Châu. Cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống, dùng tiên khi viết vài chữ lên trên mặt bàn. Nam nhân nhìn qua thì khẽ gật đầu. Chính Du à, lúc để ra ngoài ta có tìm cho người một thư đồng đó. Tên này là tài cán không ta khá tốt, nhưng mà hắn ta lại bị cấm. Hắn ta từ nay sẽ theo hầu ngươi, có được không? Đa tạ. Đa tạ huynh đã chu toàn. Còn gì này nữa? Ta đã dò ra được ở nước Đại An của hạ giới có một vị thần y đó. Vị này có thể là chữa lành đôi mắt cho ngươi. Đôi mắt ta không phải người đó chính là dùng phương cứu chữa hay sao chứ? Chính Du giọng đầy gấp gáp. Ừ, thì ta đã từng nói như vậy, nhưng mà chỉ là ở tiên giới và cõi thần mà thôi. Còn ở hạ giới kia lại đúng là có một vị thần y như thế đó. Nhưng mà để gặp được cái vị này là có thể ngươi là sẽ trải qua rất nhiều khó khăn đó. Nè, ngươi có nguyện ý đi không chứ? Khó khăn thì ta không sợ đâu. Chỉ cần là có hy vọng, chỉ cần là ta có thêm một lần nữa được nhìn thấy người đó, chỉ cần là như vậy thôi thì chuyện gì ta cũng có thể làm được mà. Khi nhắc đến người đó, gương mặt của Chính Du liền trở nên ôn nhu mà đầy kiên định. Thiên Châu liền rơi nước mắt. Vậy thì được rồi, ngươi thuốc đi, uống thuốc xong á thì hai người sẽ lập tức lên đường. Mà nên nhớ nè, một ngày cõi thần sẽ bằng 3 năm ở hạ giới đó. Vì vậy chuyến đi của lần này của ngươi là có thể xảy ra rất nhiều bất trắc, nhưng dân hiệp ác khó lường, thậm chí là còn có cả yêu ma và thần tiên trà trộn, hãy nên cẩn thận đó. Ta đã biết rồi, ta cảm kích ngươi về mọi thứ. Giờ thì thưa đồng bằng, ngươi hãy giúp cho Chính Du uống thuốc đi. Khoan đã, hắn ta tên gọi là gì chứ? Ngươi gọi hắn ta là Nhân Tử đi. Hai từ Nhân Tử được thốt ra, gương mặt nam nhân kia đừng gợi từng cái đợt sóng u buồn. Nhưng rồi im lại nhanh chóng tu lại cảm xúc rồi bước ra ngoài. Thiên Châu ngồi bên cạnh Chính Du, đi một tay cầm muỗng phát ra tiếng động để cho hắn ta biết là chuẩn bị uống thuốc. Cậu đưa thuốc lên trên miệng thổi nhẹ, xong đưa đến trước miệng của Chính Du. Hắn ta liền ngoan ngoãn mở miệng ra. Tuy thuốc là hơi đắng, hắn ta kẽ nhăn mặt vì không thể nào nhìn thấy nên có một chút bất tiện. Thuốc kia đã vương phải một ít ở nơi khóe môi. Thiên Châu thấy như vậy, lòng lại trỗi lên cả một trận thương tâm. Cậu với tay run run để có thể lau sạch đi giọt nước dưới môi của Chính Du, hắn ta giật mình lùi về phía sau. Thiên Châu đưa tay lên vỗ nhẹ vai của hắn ta, muốn nói là không sao cả. Nhân Tử à, ngươi nói xem, ta đã lớn đến mức này rồi mà sinh hoạt lại cùng thua cả hai tử nữa, uống thuốc cũng như vậy khắp nơi. Chính Du vừa nói mẹ lại cười tà mà tâm chua xót. Thiên Châu không nói không rằng, cứ lặng lặng cho hắn ta uống hết chén thuốc. Xong xuôi, cậu đi đến đầu giường lấy một chiếc lược bằng gỗ trông khá là cũ kỹ, chắc là đã nằm ở đây lâu lắm rồi. Cậu đứng từ phía sau cho Chính Du tựa lưng vào người, rồi nhẹ nhàng từng chút một chải những cái lọn tóc rối trên đầu của hắn ta, khẽ buộc lại bằng một cái sợi tơ bạc. Hắn quá mệt mỏi nên cũng chẳng lưu tâm, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, trong giọng lại phản phất một cái nét u buồn. Nè, trông ta xấu xí lắm hay sao chứ? Thiên Châu dùng cái giọng bụng mà phát ra, hắn nghe được liền cười cười. Nè, ngươi không biết ăn ngủ ta hay sao chứ? Thật giống như hắn ta đó, hắn rất là thích trêu chọc ta. Không biết là giờ này hắn đang làm gì nữa. Chánh vô buồn bã. Hắn cũng chính là cái người mà ta yêu say đắm đó.
Ngươi có biết không, hắn rất là đẹp, rất câu dẫn, rất mê người. Mỗi lần mà hắn ta cười, ta đều không nhận được mà rất muốn ôm hôn hắn ta. Lúc mà hắn ta hờn dỗi nũng nịu, lại như là một hài tử đáng yêu vậy đó. Nhưng mà hắn ta rất là nghịch ngợm, rất quậy phá. Ta chỉ xoay người một lúc thôi, lúc quay lại liền không thấy hắn ta đâu nữa. Ta nhìn thấy khi nào chứ? Hai hàng lông mày của Thiên Châu lại va vào nhau. Nhưng mà mọi thứ của hắn ta, ta đều rất là thích. Cái gì cũng thích cả. Nhưng tự à, giờ này ta rất là nhớ hắn. Giờ nó phát điên lên được đó. Tìm không được ta, chắc chắn là hắn ta sẽ lo lắng lắm đó. Rồi sẽ giận dỗi, rồi sẽ trách hận ta. Thiên Châu mỉm cười, nhẹ cái gương mặt tràn ngập vô tình. Nhưng mà ta sợ rằng thời gian này lại có tên nam nhân khác đang cạnh hắn ta. Cũng không phải là ta không tin hắn ta đâu, nhưng mà hắn ta là quá thiện lương đi. Ta chỉ sợ rằng người khác bắt hắn ta đi mất, lại càng sợ thêm một ngày nào đó hắn sẽ quên mất đi khuôn mặt của ta. Gì vậy Nhân Tử à? Người phải giúp ta một phen đi. Ta phải nhanh chóng chữa hết số bệnh này, để có thể sớm trở về gặp hắn ta. Ngươi dù là khỏe mạnh hay là bệnh tật thì tính tình vẫn không thay đổi mà. Ngốc à, ta vẫn ở bên ngươi đây. Ở đây ngoài ngươi ra thì chẳng có cái tên nam nhân nào khác cả. Thiên Châu cười cười, cuối cùng cũng là chải tóc xong cho hắn ta. Cậu quay lại giường định lấy ít bộ đồ mà nam nhân kia chuẩn bị sẵn, thì nhìn thấy Bích Thủy Kim, cậu sờ nhẹ vào nó. Nhờ ngươi mà ta đã tìm được Chính Du. Không biết vì lý do gì, nhưng mà ta lại cảm thấy ta và ngươi nhất định ắt là có duyên đó. Bỗng thanh kiếm phát sáng lên, kiếm phi phát ra mạnh mẽ rồi khẽ rung lắc. Có chuyện gì chứ? Chính Du hoảng hốt mà thốt lên. Đang lời hay đứng dậy, Thiên Châu lại liền vung tay phòng ứng kiếm khí, xong mang đến đặt vào trong lòng bàn tay của Chính Du. Kiếm, nhờ nó mà ta mới giữ được cái bàn này đó. Thanh kiếm này có linh tính, ngươi có tin không chứ? Thật kỳ diệu mà. Thiên Châu khẽ gật đầu, xách tay lại rồi thúc nhẹ vào lưng của hắn ta một cái, ra hiệu bước đi. Thấy hắn ta lóng ngà lóng ngóng, cậu chừng chừ vài lát rồi tiến đến nắm lấy bàn tay của hắn ta kéo ra cửa. Khi mà chạm vào bàn tay này, bất giác Chinh Dụt là giật mình hét lớn lên: Châu Châu! Thiên Châu có một chút kinh hãi. May mắn thay, nam nhân kia chưa kịp xuất hiện để chen lời vào: Châu Châu gì chứ? Là Nhân Tử đã nắm tay của ngươi đó. Không thể nào đâu, sao lại giống Châu Châu như vậy chứ? Ngươi chắc là vì nghĩ đến hắn ta quá nhiều nên chạm vào ai cũng cảm thấy là nói cho hắn ta thôi. Chinh Dụt nghĩ nghĩ, nét mặt lại trở nên u buồn. Hắn ta rút tay ra khỏi cái níu kéo của Thiên Châu. Cũng phải, tôi xin lỗi. Không gì đâu, giờ thì hai người lên đường đi. Sau này khi mà chữa trị xong, hãy trở về thiên giới mà tìm ta. Dạ, cáo biệt người. Chính Du vừa quay đi thì Thiên Châu lại chợt khựng lại, chạy đến chỗ của nam nhân kia rồi hỏi nhỏ: Nè, ta có thể hỏi là quên tên gì không chứ? Sau này liệu còn gặp lại? Ta là người của thiên giới, nhưng mà ta lại phiêu lãng khắp nơi. Thái Thiên Châu lại có vẻ hụt hẫng, y lại tiếp lời: Nhưng mà sau này nhất định ta sẽ tìm ngươi đó. Hay gọi ta là Bình Tinh. Bình Tinh sao? Đó, vậy huynh chính là sư phụ của Chính Du rồi. Chưa kịp nghe cái câu trả lời thì Bình Tinh đã biến mất đi. Cậu dậm theo, ánh mắt thâm đượm cả một cái nỗi buồn phiền không rõ nguyên nhân, cùng như một chút luyến tiếc đến khó đói. Cái cảm giác này nó nhiều hơn hẳn khi mà gặp Trần Tiêu Dao. Một sự thân quen đến khó diễn tả, giống như ban sáng khi mà nghe y gọi liền ngoan ngoãn đi theo. Cứ như một quán tính, cứ như một thói quen, nhưng mà chẳng rõ nguyên nhân là gì cả. Thiên Châu cố gắng thu lại thâm tình, đưa chạy về cái hướng Chinh Du, nắm lấy bàn tay của hắn ta. Chinh Du giật mình một cái, nhưng mà từ từ cũng để yên ở trong lòng bàn tay của cậu.
cảm giác như là chính Châu Châu đang ở cạnh bên. Hắn ta cười nhẹ, lòng dạ ấm áp đến khác tường. Thiên Châu lặng lẽ áp sát vào trong lưng của Chính Du, một tay giữ eo của hắn ta, lập tức đằng vân mà phi tiên đến cổng trời, nơi có cái canh cổng giao nhau giữa thiên giới và hạ giới. Đến đây gió thổi rất là mạnh, xoắn rác cả người. Cậu lại càng ôm chặt lấy Chính Du, một tay vận khí lập tức cổng trời mở ra, hai người ôm nhau nhảy xuống hạ giới. Gió mạnh đến nỗi cậu thấy hai bên má của mình đau rát, nhưng mà Thiên Châu không thể nào mở kết giới để bảo vệ, vì đây chính là địa phận của hạ giới, chỉ cần là dùng tiên lực cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến sự sống của phạm nhân. Thiên Châu liền xoay Chính Du lại rồi ôm sát vào trong lòng để cho gió không làm tổn thương hắn ta. Hai tay của cậu siết chặt lấy thắt lưng của Chính Du, bờ lưng to lớn vững chắc mà biết bao niềm vẫn cứ quấn lấy nhau. Cảm giác này rõ ràng chính là Châu Châu mà, tại sao lại như vậy chứ? Mùi hương này, mái tóc này và cả lồng ngực này nữa. Đang suy nghĩ, Chinh Du bỗng đưa tay lên định chạm vào mặt Thiên Châu để sờ thử. Chỉ cần là chạm mặt một cái thì chắc chắn là hắn ta sẽ biết người này là ai. Nhưng mà Thiên Châu liền biết cái âm mưu đó, cậu khóa tay của hắn ta lại, gắt gao ôm cứng vào trong lòng. Chinh Du gì đâu nên cũng không có ngọ ngoại. Nhưng nếu như người này đúng là Thiên Châu thì hắn ta phải làm sao chứ? Hắn không biết là nên mừng hay là nên lo đây nữa. Cuối cùng chân của họ đã chạm đến mặt đất. Đó chính là một thảo nguyên rộng lớn, nhưng mà cỏ cây héo úa tàn tạ. Họ nghe rõ tiếng vó ngựa đang rầm rập kéo đến. Thật không may, nơi mà họ đặt chân lại sắp xảy ra một trận giao chiến. Và chỗ của họ đứng là cái nơi mà gươm giáo sẽ chạm vào nhau. Bỗng một cái thân ảnh đẹp mê hồn phi ngựa vượt qua đầu của Thiên Châu. Nữ nhi trong chiến bào trắng tuyết nhìn xuống cậu, hai ánh mắt chạm nhau đầy mê hoặc. Nữ nhi khẽ nhếch mép mà mỉm cười. Khốn kiếp, giữa mấy hạ phàm liền lập tức đánh nhau, ta thì lại không thể nào dùng pháp lực ở đây. Xem ra lần này là phải tốn chút công sức rồi. Thiên Châu vừa suy nghĩ thì một cây mũi tên sắc nhọn đã lao vút về phía họ. Cậu trong người không có một tấc sắt, một tay thì lại đang nắm chặt Chinh Du, sợ trong lúc hỗn loạn lại lạc mất hắn ta. Cậu nhìn cái mũi tên lao đến, định giơ tay ra chụp lấy, bỗng xoạt một cái, mũi tên đi bị chặt gãy làm đôi. Cậu nhìn sang bên cạnh, chính là nữ như khi nãy. Nàng ta chệm chệ ngồi ở trên yên ngựa, nhếch môi cười cùng với cậu. Trên tay nàng ta chính là thanh trường kiếm sắc bén. Thiên Châu đáp lại cái nụ cười đó bằng một cái gật đầu đầy cảm kích. Hai bên bắt đầu giao chiến kịch liệt. Nữ nhi vội thúc ngựa lao vào cái cuộc giao tranh. Tiếng gươm va vào nhau chan chát, tiếng hò hét của ba quân tư sĩ, tiếng trống trận, tiếng tù và lại vang lên liên hồi. Quả tiếng lao ra vùng phúc, khói bụi thì bay mù mịt, tiếng người rên rỉ và bị thương. Cờ chiên thì ngổn ngang cả một vùng. Thiên Châu khom người xuống, nhặt vội cái thanh gươm dưới đất, rồi khéo lấy tay của Chinh Du, nhanh chóng thoát khỏi cái cuộc giao tranh này. Như tử à, ta xảy ra chuyện gì chứ? Ta chỉ là nghe có tiếng đánh nhau. Chinh Du trong dạ đầy lo lắng. Thiên Châu bấm nhẹ vào mu bàn tay của hắn ta, ý nói là đúng rồi. Chinh Du lại ngơ ngác, gương mặt có một chút cẩn trương, đang cuống cuồng kẻ nắm người chạy, không khí lại ngột ngạt nóng bức. Mồ hôi nhễ nhại đã khiến cho vết thương trên người của Chinh Du lại càng thêm nhức nhối, đầu rát. Hắn ta cắn răng chịu đựng, cũng không có một tiếng rên rỉ. Chân liêu riêu đạp lên trên thân xác của binh lính mà trở nên va vấp. Thiên Châu nhìn thấy tê đừng cả một trận thương tâm, nhưng mà vẫn cứ một mạch tiến về phía trước. Lại một loạt mũi tên vung đến, Thiên Châu tay trái nắm chặt lấy Chinh Du không rời, tay phải thì liên tục xoay kiếm để đánh chặn. Một lũ phạm nhân mà chết đi được mà. Quả thật những ngày tháng xa xưa ta đã quá nhàn rỗi rồi. Thiên Châu tới hồng học, trên trán là cả một cái tầng mồ hôi nhễ nhại. Bỗng từ đâu
một cái tên tướng quân giáp sắt từ vai cho đến chân hung hăng phi ngựa lao đến, bất chấp nhân từ hay là kẻ địch, hắn ta vung kiếm chém lên trên Chính Vô. Thiên Châu lại liền trở mình đánh chặn. Hắn ta từ trên ngựa lấy cái thế khó chịu mà đè xuống, làm cho Thiên Châu sinh khí. Cậu liền tung một cước đá ra, làm cho hắn ta ngã nhào ra khỏi yên ngựa. Hắn ta vừa tiếp đất, lập tức lại trở mình mà đâm tới. Thiên Châu kéo Chính Vô về phía sau lưng của mình, nghiêng người để có thể tránh cái mũi kiếm, rồi thúc đầu gối lên trên bụng của hắn ta. Khuỷu tay nện xuống lưng, làm cho hắn ta ngã sấp mặt xuống mặt đất. Cậu lại cầm kim chĩa vào hắn ta liếc một cái, rồi thu kiếm trở về. Hắn ta nhìn cậu giống như là muốn khảm vào trong cái gương mặt đó. Gặp thường dân mà cũng giết hay sao chứ, thật là khốn kiếp mà. May mắn cho người chỉ để gặp hứa dạy cho ta, nếu không thì mạng của người chắc là khó giữ rồi. Sau đó lập tức các Chính Vô phóng lên trên yên ngựa của cái tên bại tướng, hướng về phía đông mà phi thẳng. Bỏ lại phía sau chính là một cái cuộc giao tranh ác liệt. Ngựa chạy thục mạng đến một cái bờ suối thì phi phò mà thở. Thiên Châu nhảy khỏi yên ngựa rồi đưa tay ôm lấy Chính Vô kéo xuống. Hắn ta ôm chặt cậu lại. Lại là một cái cảm giác này, trong bụng của hắn ta thì chính phần khẳng định người bên cạnh mình đã là Thiên Châu rồi. Thấy hắn ta ôm cứng mình không buông, Thiên Châu lại cảm thấy chột dạ. Quầy Chính Vô à, người khốn kiếp thật mà. Vừa hôm qua nói là nhớ thương ta, vậy mà hôm nay liền ôm ấp người khác là sao chứ? Nếu kẻ đó không phải là ta thì không biết người lại còn ràm ra những cái chuyện gì nữa. Đúng là một kẻ phong lưu đa tình mà. Tức khi Thiên Châu đã hắn ta một cái ngã nhào. À! Chính Vô lăn cù ra đất mà rên khổ. Rõ ràng ta dùng lệnh không mạnh mà lắm, lại còn làm ra một cái giải khổ với ta sao? Khốn kiếp. Sáng mắt ra thì ông đây là việc gì đầu tiên cho nhà người một đạo đó. Thiên Châu lại không thèm đếm xỉa đến cái tên kia, cứ như thế mà đi đến bờ suối rửa tay. Chính Vô không thấy ai kia đến đỡ mình, đi mặt dày ra sức mà trên rỉ. À, thật là đau quá đi mà. Thiên Châu nghe được cái tiếng rên kia liền bực dọc ở trong lòng, nhưng rồi nhìn lại thì thấy cái bộ dạng đó chắc chắn cũng là có phần đau thật đi. Dù gì lúc đây hắn ta cũng đã chịu khổ rồi. Cậu đứng dậy đi về cái hướng Chính Vô, rồi ngồi xuống quan sát. Chính Vô vẫn chưa có biết Thiên Châu đang ngồi trước mặt của hắn ta, nên lại cần cố sức rống to hơn, mặt trường ra một cái vẻ thiếu đánh. Ngươi! Thiên Châu lấy cái ngón tay di di vào trong trán của Chính Vô, để cái đầu của hắn ta ngã về phía sau. Thật là muốn một phát mà ấn cho thủng não của hắn ta đi. À, đau mà. Lần này là ta đau thật đó. Châu à, à không, Như Tử à, tha cho ta đi. Xem ngươi lại còn giáp ông trai không chứ, đáng chết mà. Hành hạ hắn ta xong, Thiên Châu cuối cùng cũng là chịu buông tha. Cậu đợi hắn ta đến bên bờ suối để ngồi xuống cái bãi cỏ, rồi cởi bỏ thắt lưng của hắn ta để xem vết thương. Lớp áo vừa dứt ra, lập tức cả một cái cổ chua xót dâng lên ngùng ngục ở trong lòng của Thiên Châu. Những vết thương đang lở loét ẩm ướt khó chịu. Cậu nhíu mày sau mũi cay xòe, liền lấy trong tay ra một chiếc khăn, khom người thấm nước rồi vắt khô, từng chút một mà cọ rồi bụi bặm trên người của Chính Vô. Cảm giác đầu tiên khi bị chạm vào chính là rát. Chính Vô đầu đứng, nhưng mà chỉ cả nhíu mày cắn chặt răng. Thiên Châu từ đầu cho đến cuối vẫn quan sát nét mặt của hắn ta, thuận theo mà di chuyển tay. Từ từ cái cảm giác mát mẻ dễ chịu cũng đến. Chính Vô giãn lòng mày ra để mà thư giãn. Xong việc, Thiên Châu mặc áo mới cho hắn ta. Cậu ngồi đối diện mà chồm người đến kéo áo của hắn ta lên. Khi mà Thiên Châu lướt qua cái hõm vai của hắn ta, hơi thở ấm nóng của cậu lại phả vào trong cổ của Chính Vô. Bỗng hắn ta nhắm mắt lại để hít lấy hít để cái mùi hương đó, gương mặt biểu tình hai chữ hưng phấn. Thiên Châu thấy như vậy thì lại liền sinh khí, lấy tay búng vào trong đầu của hắn ta một cái rõ đau. Hắn ta hét lên một tiếng rồi lấy tay ôm trán,
nhăn mặt mày nhỏ. Như Tử à, để ta mà, để ra tay mạnh quá ta chết thật đó mà. Cái đồ mặt dày như ngươi, có đánh thủng cái đầu vẫn là không chết đâu. Đáng ghét mà, đồ cái thứ vong tình, cái thứ lưu manh nhà ngươi đó. Thiên Châu mặt nhăn mày nhỏ đứng dậy, thấy cái tàn đá dưới chân liền đá một phát tự là mạnh vào. À! Cậu ta hét thảm một tiếng rồi ôm chân đau đớn như là cò ở trên mặt đất. Thật là đáng đời mà, đi đêm cũng có ngày gặp ma tôi, thấy người ta mù đoạn hiếp, giờ thì thành ra đã hại chính mình rồi. Chính dù không có nhìn thấy nhưng mà cũng đã đoán được cái việc gì đang xảy ra. Hắn ta mỉm cười nhẹ, trong lòng của hắn ta giờ đây đang ngập tràn cả một cái cỗ cảm giác hạnh phúc. Càng luôn hắn ta lại càng khẳng định Nhân Tử này chính là châu châu của hắn ta. Đến giận cũng phải ứng y chang nhau. Hắn ta nghĩ nghĩ, lúc này chưa có phải là thời cơ thích hợp để mà nhận lại cậu. Phần là về sợ Thiên Châu thẹn quá mà hóa giận, phần còn lại chính là hắn ta muốn xem cậu rốt cuộc sẽ làm ra những cái chuyện gì nữa. Hắn ta thực sự rất là tò mò. Nhân Tử à, chúng ta sẽ đi đâu chứ? Ở chỗ này có ai không? Hay là chúng ta hãy tìm một cái hang núi rồi đó rồi tạm vài ngày đi. Ta thực sự làm mệt mỏi quá rồi, chắc không đi nổi nữa đâu. Ngươi không muốn sớm trở về đi gặp cháu chồng ngươi hay sao chứ? Cậu lại đến ngày hả? Đúng là càng lúc lại càng khốn kiếp mà. Chiều ngươi riết là hư rồi, đợi xem ta sẽ trừng phạt như ngươi như thế nào. Thiên Châu nhìn nó xung quanh, quả thực đây chính là một cái nơi đồ mốt quan du dạng bóng người qua lại. Cậu một tay dắt ngựa, một tay dắt theo hắn ta mà liền hướng về cái nơi có hang núi nhỏ cách đó không xa. Thiên Châu cột ngựa ở trước hang rồi lấy một ít cỏ khô cho ăn, xong liền dắt Chính vô vào trong. Bên trong chính là một cái hang động nhỏ chật hẹp, chắc đủ để có thể làm một cái giường cỏ. Cậu đã hắn ta ngồi xuống an an ổn ổn ở một góc xong rồi ra ngoài cắt cỏ gom vào làm đệm. Thoáng chốc chiếc giường cỏ cũng đã làm xong rồi. Cậu đặt mông xuống để ngồi thử qua, quả thật rất là êm. Thiên Châu cười cười rồi nắm tay của Chính Du đến giường đỡ nhà hắn ta nằm xuống. Thiên Châu vừa định rời đi thì hắn ta lại nắm chặt tay của cậu, kéo cậu ngã vào trong lòng ngực của mình. Nhưng Tử à, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Cậu mong nông đã sọc lên từng đại đạo. Đồ hạ lưu, lại còn ngang dưới ốp với Nhân Tử nữa sao? Ngươi tự là chán sống rồi đó. Của Chính Du à? Thiên Châu dùng dậy đánh vào trong ngực của hắn ta một cái. Chính Du nhíu mày nhưng mà không phát ra thành tiếng. Hắn ta vẫn là giữ chặt lấy tay của cậu. Thay vậy Thiên Châu có một chút không nỡ, cũng là từ từ mà nằm xuống bên cạnh hắn ta. Ngươi thật là quá yếu lòng rồi Thiên Châu à. Chính Du, đợi khi mà ngươi khỏi bệnh ta sẽ cho ngươi biết như thế nào gọi là trừng phạt. Vì liên tục mấy ngày liền không có chợp mắt, hết đánh nhau rồi lại phải chạy tới chạy lui đi tìm Chính Du, nên Thiên Châu có một chút buồn ngủ. Vừa nằm xuống một lúc liền nhập mộng, nghe tiếng thở đều đều bên cạnh. Chính Du nghiêng người sang, cơ thể tuy là rất đau nhưng vẫn cứ cố gắng nhẹ nhàng để không làm cho cậu tỉnh giấc. Hắn kéo cậu nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Đúng rồi, chính là cái cảm giác này, đúng là Thiên Châu của hắn ta rồi, không phải là một ai khác. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Chính Du sờ tay lên để tìm kiếm gương mặt của Á Nhân. Chạm vào chiếc cầm là chiếc cầm thon thon mà hắn ta thường xuyên cưng nựng. Đưa lên một chút nữa, bờ mơ căng mộng mà đến trong mơ, hắn ta cũng muốn nhai cắn nó. Là chiếc mũi cao gãy nhẹ là một cái điểm nhấn đầy mê quặc trên gương mặt của Á Nhân hắn ta. Chính Du lại đưa tay sờ nhẹ vào trong chiếc gò má hay cong lên mỗi khi mà Thiên Châu cười. Sống mũi của hắn ta bất giác cay xè, nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Hắn ta nâng người để hôn nhẹ lên trên cánh môi của cậu một cái rồi ôm chặt vào trong lòng mà ngủ. Hạnh phúc, phải,
Chính cái cảm giác này, bình y lại một lần nữa tìm về tâm hồn của hắn ta, vuốt ve bàn phát yêu thương. Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, màn đêm phủ xuống mọi ngóc ngách, một trận mưa đêm dày và thật dài. Thiên Châu không biết là mình đã ngủ đến bao lâu, chỉ biết là ngủ thật là ngon. Cậu lắng tai nghe tiếng mưa đổ ầm ầm ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại có sấm chớp. Ở cõi thần chưa từng có cái cơn mưa nào như vậy. Quanh năm chỉ có hai mùa, mùa xuân ấm áp với quả anh đào đua nhau rực rỡ, và mùa đông giá lạnh với tuyết trắng phủ đầy trời. Cậu chưa từng nhìn thấy một cơn mưa nào cả. Âm thanh của nó thật là lạ lùng, có một chút vui tai và có một cái cảm giác mát lạnh. Bỗng cậu lại cảm thấy hơi ấm lan ra ở lồng ngực của mình. Tỉnh táo lại thì thấy cái tên bên cạnh chính là đang ôm cứng mình. Khốn kiếp, là ông ta hay sao chứ? Người đúng là kẻ lăng nhăng mà. Nghĩ đến đó thôi, cậu định buông sẽ đẩy hắn ta ra, nhưng mà cái hơi thở của hắn ta đang cứ đều đều mà phả lên trên đầu của cậu. Lồng ngực săn chắc ấm áp của hắn ta sao mà dễ chịu quá đổi. Cậu cũng là không có muốn nhớ đến mình chính là Nhân Tử hay là Thiên Châu nữa. Thôi thì cứ chịu cho bản thân một lần đi. Cậu hít nhẹ một hơi rồi rút sâu hơn nữa vào trong lòng ngực của hắn ta. Chính dù nghe động liền tỉnh giấc, nhưng mà vẫn cứ giả vờ ngủ. Cứ như vậy, hai cái đang thèm thuồng hơi ấm của nhau lại càng quấn chặt lấy nhau hơn nữa. Được một lúc, cậu lại phát hiện ra cái vật như thân của hắn ta đang cứng rắn mà chà sát vào trong bụng của mình. Thiên Châu cũng là không hơn không kém, thân dưới sơn đã dựng lên giống như là một chiếc liều nhỏ. Cậu thoát ra, ngồi dậy định lạch đánh chính vô một cái cho bỏ tức. Bỗng nghe thấy cái tiếng nức nở của hắn ta ở trong giấc ngủ. Châu Châu à! Thực ra chính là hắn ta đang giả mớ. Hoàng chính vô quả chính là một cái cảnh nguy hiểm mà. Ngay lúc đầu dầu soi lửa bỏng như thế này mà hắn ta cũng tìm ra được một cách để mà chống chế. Thực sự là quá khôn ngoan. Chỉ thương cho Thiên Châu, cậu ta vẫn cứ ngây thơ lắm. Cậu đã thấy hắn ta đang gọi tên của mình trong giấc mơ, nên cũng nằm xuống bên cạnh, nhìn nhìn ngó ngó, liền cảm giác được cái thứ dưới thân đang trở nên bức rất khó chịu. Đã nhiều ngày họ không có ở cạnh nhau, và cũng đã nhiều ngày cậu nhớ nhung hắn ta. Cái mùi vị nam nhân của hắn, như cái ôm, cái hôn, và những cái mơn trơn đầy ngọt ngào của hắn ta trên cơ thể mình. Thiên Châu cũng biết chắc chắn là hắn ta nhớ mong cậu nhiều lắm chứ. Hắn ta chịu đau đớn về thể xác như vậy, lại còn phải chịu cái sự chịu đựng thèm khát trong giấc mơ. Thôi thì cậu hãy chịu thiệt thòi một lần để có thể an ủi hắn ta một chút vậy. Nghĩ đến đó thôi, cậu lại chạm đến cái vật dưới thân của hắn ta, rồi từ từ luôn theo vào bên trong cái lớp quần của hắn ta bắt đầu lên xuống. Hắn ta không chịu được nữa, liền dùng tay qua ôm sát cậu vào thân kề thân, môi gấp gáp để có thể lần tìm hơi ấm quen thuộc. Cậu cũng không khống chế được, liền đưa môi đến để phủ kín miệng của hắn ta. Cậu điểm nhẹ vào trong cánh môi của hắn ta, hắn liền lập tức mở miệng để cắn mút môi của cậu vào. Lửa tình đang bùng cháy trong tim le lói khắp ngóc ngách, làm cho cơ thể nóng ran phát nhiệt. Cậu hơi ngã đầu về phía sau, tay vẫn cứ nắm chặt cái vật ở dưới thân mà lên xuống. Hắn cứ liên tục ngấu nghiêng đôi môi của cậu, mút môi trên rồi mút môi dưới, giống như một cái kẻ đói khát lâu ngày đã tìm được thức ăn ngon liền nhai nuốt không ngừng. Nước miếng của hắn ta chảy ra làm cho ướt sũng đôi môi của cậu. Tiếng môi nút vào nhau thật là nhâm mỹ. Hai đồng nhỏ bé kia đã nhanh chóng tràn ngập cái tiếng rên dốc đề phiến tình. Hắn ta kéo cổ áo của cậu lệch khỏi cổ, đi nhóm mình lên để đè cậu xuống. Hắn di chuyển cơ thể, cắn mút liên tục lên trên cái chiếc cần cổ mềm mại trắng ngần của cậu. Lưỡi của hắn ta di chuyển đến đâu, máu của cậu lập tức lại nóng lên ở chỗ đó. Thân thể ngứa ngáy khó chịu, cậu cong người lên một cái liền dốc sức ra để mà tiếng thở tắt.
Một tay của hắn ta nắm tóc của cậu, tay kia lại bóp lè của cậu mà chà sát liên tục. Thiên Châu chịu không có nổi, điền cái đầu của hắn ta lên để mà gấp gáp tìm kiếm một nụ hôn. Cậu thở hổn hển, người liên tục ưỡn lên để chạm vào trong vết thương sau lớp áo của hắn ta, làm cho hắn đầu nhói. Nhưng mà cái việc này không có là gì so với cái cảm giác thèm muốn cơ thể của ái nhân của hắn ta đang chiếm hết tâm trí. Hắn lập tức vồ lấy cái đôi môi đang đòi hỏi kia mà mút vào, vừa cắn vừa nút, đưa hắn ta tách miệng của cậu ra, đưa lưỡi vào để quấn chặt lấy lưỡi của cậu. Thiên Châu toàn thân rũ rượi, mắt nhắm nghiền, nâng cầm lên, cái đôi môi nhiệt tình hé mở là thuận theo cái sự sắp đặt của hắn ta. Đầu lưỡi của cậu mềm mại buông xuôi, đầu lưỡi của hắn ta thì mạnh mẽ tấn công quấn lấy, môi thì liên tục áp sát vào môi. Thiên Châu lại phát ra cái tiếng gên đầy gợi tình. Tay của cậu đã sớm rời khỏi tình dưới của hắn ta rồi, vô thức lần mò để an ủi dương vật dưới thân mình. Khi mà cảm nhận được cái vật dưới thân của cậu đang chịu kích thích dữ dội mà cứng rắn lên, hắn ta quấn mạnh lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu một lần nữa, cái phực một cái liền rời khỏi môi của cậu. À, Thiên Châu rên lên một tiếng, chính du di chuyển người xuống. Vì bị thương nên động tác có phần chậm chạp hơn thường ngày. Hắn tật cô để cởi bỏ thắt lưng của cậu, nhưng làm việc quá gấp gáp lại không có nhìn thấy, nên lay hoài cả một lúc vẫn chưa làm được gì cả. Thiên Châu nâng người lên, đưa luôn tay xuống xét toạc thắt lưng của mình vứt sang một bên, rồi nhanh chóng nằm xuống. Cậu giờ lại còn gấp hơn cả hắn ta nữa, vừa nằm lại vừa thở hổn hển. Không còn gì có thể vướng víu trên người, chính du liền kéo mép áo của Thiên Châu để phủ ra hai bên người. Hai tay thì run run vì hưng phấn, hắn ta lần mò liền chạm vào cơ ngực săn chắc để khiêu khích của Thiên Châu. Hắn giống như một con hổ đói, lập tức vùi đầu vào mà cắn mút lấy đầu ngực. Một cái cảm giác không thể nào diễn tả thành lời, chính là cơ thể mà hắn ta đang ngày đêm thèm khát. Nó đang ở dưới thân của hắn ta, làm sao có thể khống chế chứ? Phải ăn no cho bằng sạch. Chính dù một tay xoa bóp ngực trái, miệng thì đậm ngậm đầu ngực phải, không ngừng liếm lọng. Cái âm thanh môi lưỡi vang lên ở trong đêm mưa giá lạnh. Tay còn lại thì chà nắng cái đùi non của cậu, đôi lần dời lên trên. Thiên Châu nãy cho đến giờ tay vẫn cứ nắm chặt lấy eo của hắn ta mà không dám di chuyển, sợ sẽ chạm mạnh vào rồi làm cho hắn ta đau. Nhưng mà Sơn đã không chịu nổi cái sự kích thích từ cái miệng lưu manh này của hắn ta, cùng với cái bàn tay hư hỏng cứ đang dày vò ở đùi non của cậu. Thiên Châu điền cái tay của hắn ta dưới cái nằm càng dưới thân của mình. Chính Du liền hiểu ý, hắn ta kéo tụt chiếc quần của cậu xuống, tay thì lần mò tìm kiếm. Một khối cung thịt to lớn sớm đã dựng đứng ở trong phân thân của cậu. Hắn vừa mới chạm vào liền cười gian manh, lập tức cúi người xuống, không một lúc chuẩn bị mà ngậm lấy nó nuốt sâu từng cuốn họng, giống như một đứa trẻ đang bú bình nuốt nhả liên tục. Hắn ta bắt đầu đưa đẩy dưới hạ thân của cậu, cơ miệng hoạt động liên tục với tần suất cao, tiếng nhóc nhác phát ra. Tiểu quái thú của cậu đã bị kích thích mà giật mạnh, lại cứ đưa đẩy trong khoang miệng ấm nóng của hắn ta. Thiên Châu há hốc mồm thở dốc. Chiếc lưỡi của hắn ta hoạt động điêu luyện, vừa liếm vừa mút lại vừa đánh vòng ở trên đầu khất, đã làm cho Thiên Châu cả một trận run rẩy sung sướng. Cậu hoàng mình rên lên một tiếng, rồi phun toàn bộ bạch trọc vào trong miệng của hắn ta. Hắn nuốt sạch cái làn tinh dịch nóng bỏng của cơ thể của cậu vào trong, như thế là một cái thứ trân bảo tinh khiết. Không dừng lại, hắn tiếp tục một tay xoa xoa bụng dưới của Thiên Châu, tay còn lại thì nắn bóp cái bờ mông săn chắc cần nảy ở phía dưới cậu. Thiên Châu bộ dạng vô cùng chật vật, mồ hôi rịn ra đầy trán. Sau cái lần phóng thích thứ nhất, đôi mắt lại mềm nhuyễn ra cả một cái tầng sắc dục, mở ra lờ đờ. Cậu như là cảm thấy chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng mà lại liền nghĩ đến Chính Du. Nãy giờ hắn ta vẫn là chưa có được thỏa mãn.
Nhưng vì cái cơ thể hắn ta yếu ớt, không thể nào hành lạc giống như thông lệ với hai người. Bất giác, Thiên cho lẽ đẩy đầu của hắn ta ra khỏi cái bộ vị của mình. Những cái cơ thể của hắn ta nằm ngửa xuống. Chinh Du vẫn là đang ngơ ngác, không biết là Thiên Châu đang định làm gì. Chưa kịp tính cái bước tiếp theo thì hai chân của hắn ta đã bị cậu ta nắm chặt lại. Có hai đầu gối lại, chân thì lại chạm lên trên mặt giường. Cậu chui vào cái khe hở giữa hai chân, lập tức kéo quần của hắn ta xuống, tay nắm lấy tiểu quan thu của hắn ta mà cho vào trong miệng. Đây chính là lần đầu tiên cậu dùng miệng để bổ lộng cho hắn ta. Hai lần trước đều là hắn ta vì cậu mà hầu hạ. Cậu không biết là nên bắt đầu như thế nào, nên dựa vào cái cảm giác lúc được hắn ta làm mà hành động. Chính dù bị bất ngờ, liền đẩy đầu của cậu ta ra. Không được, bận lắm đó. Thiên Châu như là không để đến hắn ta, gỡ bàn tay của Chính dù khỏi đầu của mình, được khom xuống, ngậm lấy dương vật dặn dựng thẳng, đầy gân xanh tím nổi lên cuồn cuộn. Thực to quá đi. Thiên Châu đã cố nuốt vào, nhưng mà dương vật vừa to lại vừa dài của hắn ta đã làm cho cậu suýt tí nữa là ngạt thở. Đầu khớp đâm vào trong cuống họng đã làm cho cậu giật mình. Hai tay bó chặt vào trong hai cái đùi bên của hắn ta, bắt đầu chậm rãi nuốt nhả. Sự chậm chạp của cậu đã làm cho hắn ta lại càng thêm nhức nhối. Hai chân mày nhức chặt vào nhau, một tay thì ghét lên trên trán, tay kia vuốt về cái mái tóc của Tiền Châu. Khi mà đã từ từ quen với cái vật thể lạ ở trong miệng rồi, cậu lại bắt đầu di chuyển khớp hàm lên xuống, dùng răng để mà cắn nhẹ nhẹ cái vật tròn ở trong miệng. Hắn ta lập tức rên lên một tiếng để khó chịu. Bỗng Chinh Du ngồi sợm dậy, điên một mạch mà đẩy Thiên Châu ra, rồi lại úp cậu lại. Hắn ta biết cái hành động này sẽ làm cho hắn ta chịu hậu quả nặng nề, nhưng mà cái sự chậm chạp của Thiên Châu đã khiến cho hắn ta không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Hắn ta gấp gáp vô giả mà đè lên trên ngũ thư của Thiên Châu, lần tìm về cái hậu huyệt trên cơ thể của cậu. Thiên Châu sợ là hắn ta đau, nhưng mà vẫn cứ quyết định chiều theo sở cầu của hắn ta. Cậu ngồi sẫm người dậy, nửa quỳ mà nửa nằm ở trên giường, hai chân dang rộng đúng cái vị trí để cho hắn ta có thể tiến vào mà không phải mất quá nhiều sức. Hắn ta quỳ phía sau của cậu, hai tay nắm chặt lấy eo của Thiên Châu, giật nó mới di thần đã giật giật đầy mạnh mẽ, đang tìm kiếm một cái nơi ấm nóng khích chặt mà siết lấy. Trong cái cơn đói khát gào thét này, lập tức lại tìm thấy cái cúc huyệt quen thuộc. Hắn ta mừng rơn mà thúc thẳng vào bên trong. Thiên Châu hét lên một tiếng, một mảng đầu đơn lại sộp lên e não, nhưng rồi vẫn cố nhịn. Tay của Chính Du giữ chặt eo của Thiên Châu, lấy cái điểm tựa mà đâm thêm một cái nữa, hút chặt lấy cái cơ thể của cậu. Thiên Châu trụ lực ở hai chân để không làm cho Chính Du tổn quá nhiều sức. Cậu cắn răng, mồ hôi nhễ nhại rơi lộp bộp xuống giường. Giật dây thần của cậu lại ngẩng đầu lần nữa, phình trương đến khó chịu. Thiên Châu khom người xuống để chống tay lên trên giường, Chính Du một lần nữa gia tăng lực thúc. Cùng thịt của hắn ta chạm sâu đến sâu thẳm bên trong của Thiên Châu, quá ấm, quá khích và quá sâu. Hắn ta nhấp thêm vài cái, lập tức cả cái cơ thể của cậu và hắn ta đều rung lên liên hồi. Cả hai cùng nhau rên mạnh, âm thanh bạch bạch của cái túi thịt va vào cánh mông lại vang lên liền mạch. Những cái lần rút ra lại còn mang theo cả một cái mảng thịt hồng của cúc huyệt. Cùng lúc hai người rống lên một tiếng, liền bắn ra phóng thích vào trọn vẹn ở trong hậu huyệt của cậu. Cả hai ngã sấp lên trên giường, Chính Du đè lên trên người của Thiên Châu tự hỗn hển. Vật ấm nóng của hắn ta vẫn cứ còn nằm sâu ở bên trong cậu. Một dòng tinh dịch nóng hổi đã theo cái nơi kết hợp mà chạy dọc ra hai bên cánh mông. Thiên Châu nhích người một cái, vật nóng hổi đó là một lần nữa dựng cứng lên, không an phận mà động đậy trong hầu huyệt của cậu. Hắn ta thấy là không xong rồi, là dựng thẳng thắt lưng của cậu dậy mà sắp nhập thêm nhiều lần nữa. Bắn đến lần thứ hai thì Chính Du dường như là kiệt sức đi. Cuối cùng cái vật cứng kia cũng đã chìm mềm xuống và rút ra. Chất dịch nóng ấm ấy đã chảy tràn ra ngoài. Hắn ta lần mò
tìm lấy cái chiếc áo lau sạch cho Thiên Châu, rồi hắn ta nằm xuống, ôm cứng con vào trong lòng, mãn nguyện mà tìm về giấc ngủ. Thiên Châu đã không còn khí lực, cậu đêm nay đã bắn đến tận 3 lần. Bao nhiêu tình tuy cất giấu dậy năm nay đã theo cái lần này mà tuôn ra liền mạch. Cậu nằm thoi thóp để mà thở, lưng áp sát vào trong lòng ngực của hắn ta. Bên ngoài trời mưa đã dứt từ lúc nào, tiếng côn trùng rã rích đã vang lên xuyên suốt màn đêm, đánh dấu một đêm ái ân quen lạc của đôi tình nhân nồng cháy lửa yêu đương trong đêm đầu ở hạ giới. Sau cơn mưa rã rích suốt đêm, hôm sau trời bắt đầu lại đổ tuyết. Chính là trận tuyết đầu mùa ở chốn nhân gian. Mới rơi một lúc thôi mà tuyết đã phủ trắng xóa cả một cái vùng thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Hắn ta hắc mã được cột ở trước cửa hàng đã vì lạnh mà khẽ rùng mình gặm cỏ, hơi thở phì phò ra những cái làn khói mỏng manh bay bay ở trong làn nhỏ nhẹ. Bên trong động có hai cái kẻ đang ôm nhau âu yếm mà suốt đêm ngủ quên trời quên đất. Thiên Châu vừa mở mắt ra đã thấy hõm vai của mình nặng trịch, cũng là không thể nào xoay đầu. Hơi thở của Chinh Chu ẩm nóng phả vào trong mặt của cậu, tay của hắn ta ôm tròn một vòng trước ngực của cậu, lưng của cậu thì áp sát vào trong lưng một người của hắn ta, hơi ấm triền miên đến không dứt. Hình như có một chút nóng. Thiên Châu khẽ giơ tay chạm vào trong trán của Chinh Du. Là hắn ta đang sốt hay sao chứ? Trận chiến đêm hôm qua với cái thể lực của hắn ta quả là quá sức đi mà. Thiên Châu định nhúc nhích người ra để mà xem thương thế của Chinh Du thì lại bị hắn ta ôm cứng lại. Châu Châu à, yên lặng, để ta ôm thì một chút nữa đi, đừng rộn mà. Nè, người đã nhận ra ta hay sao chứ? Thiên Châu giật mình ngạc nhiên. Sao lại không nhận ra đệ chứ? Ta đã nhận ra đệ từ lúc mà cùng với đệ bay khỏi cổng trời rồi. Sao người lại không nói ra? Ta muốn xem là đệ có bày trò gì nữa đây. Vậy là đêm qua. Đêm qua sao? Người dám gạt ta hay sao chứ? Lại còn giả vờ nó mới nữa chứ? Là người không có ngủ, có đúng không? Thiên Châu dùng dằng muốn thoát ra khỏi cái vòng tay ôm ấp của hắn ta. Chinh Du lại càng siết tay ghì chặt lấy cậu hơn. Ta chỉ là muốn chọc đệ một chút thôi mà. Cho chủ của ta, ta yêu đệ chết đi được, bà muốn của ta. Càng lung ta lại càng phát hiện ra mình yêu đệ nhiều hơn. Xa đệ một khắc thôi lập tức liền nhớ. Ở gần bên đệ ta lại luôn không khống chế được mình. Ta đã nghĩ đệ mất rồi. Những năm tháng sau này ta biết phải làm sao đi chứ? Đừng để xa ta nha, bảo bố của ta. Những cái lời này hắn ta nói nó tựa như là một làn gió khẽ khàng khổi mát vào tâm hồn của Thiên Châu, chọc cho cậu thêm đắm say, nhưng mà vẫn cứ tỏ ra bướng bỉnh. Vậy sao người lại còn tránh mặt ta chứ? Hãy cho ta là phải giả câm để mở bên cạnh của người đó. Hãy ta phải bực tức ghen tuông. Là cái tên nào hai lời hả? Là tên nào? Ta là sợ ta sẽ lại gánh nặng cho đệ đó. Lời này nói ra làm cho trái tim của Thiên Châu là rung lên từng đợt. Cậu nắm lấy bàn tay của Chinh Du đang ôm trước ngực của mình rồi để sát vào trong trái tim của mình, hít sâu một hơi liền nhắm mắt lại. Ngốc ạ, rời xa ta mới chỉ là gánh nặng, không biết không chứ? Chỉ cần gánh ta thôi, mọi việc khác đừng suy nghĩ tới nữa. Chỉ cần là hai chúng ta ở cạnh nhau, việc gì ta cũng sẽ làm được mà. Cho nên đừng bao giờ nghĩ đến việc chúng ta. Người lại không chúng ta nổi đâu, có biết chưa? Đồ ngốc. Chinh Du ghi sát mặt vào đồng cổ của Thiên Châu, hít hà cái mùi hương thân thể của cậu. Dục vọng bên dưới lại một lần nữa nổi lên hứng thú. Hắn ta lại bắt đầu thèm muốn cái cơ thể này nữa rồi. Hắn ta muốn cái cơ thể này lúc nào cũng sẽ thuộc về hắn, lúc nào cũng phải ngoan ngoãn ở trong lòng của hắn ta. Chỉ cần là như vậy thôi, mọi nỗi đau, mọi vết thương hắn ta đều chịu được. Bỗng toàn thân của Thiên Châu rung lên, cậu cười khúc khích. Hắn ta liền hỏi, chuyện gì chứ? Nè, ta nhớ đến cái mùi dạng của huynh lúc trốn ta đó.
Ngốc không chịu được à? Ta đã ngồi trước mặt của ngươi một lúc mà ngươi lại còn không biết đó. Cười đó, đó, cho để cười nè. Chính vừa vừa cười lại giật khắn rộng cổ của tiên châu một ngụm. Tay thì lại lần mò xuống bụng mà trêu chọc. Tiên châu vì nhột mà vừa cười vừa khóc, nước mắt tràn cả khóe mi. Đừng chọc, đừng chọc ta mà. Chính vừa kéo cổng của tiên châu xoay ngang rồi chồm môi mà hôn tới. Môi của hắn ta lại cắn rồi lại mút môi của cậu. Tay thì lại sờ nắng hai cái gò má của cậu làm cho nó ửng hồng, trông có bao nhiêu là xinh đẹp. Chỉ tiếc là lúc này đây hắn ta không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Thiên Châu ngoan ngoãn nhắm mắt rồi lại đưa đẩy cùng với hắn ta. Một lúc hắn ta rơi mới rờ môi của cậu rồi hôn lên trên chóp mũi của cậu để trìu mến, vòng tay ôm sát Thiên Châu vào người. Châu Châu hả? Ta yêu đệ, rất yêu đệ. Thật ấm đó. Chỉ cần là như vậy thôi, chỉ cần là có tình yêu của ngươi thì ta vì ngươi có thể làm bất cứ điều gì. Hãy ở cạnh ta nhé, Chinh Du. Thiên Châu mỉm cười rồi nhắm chặt mắt lại, gọi trên những cái lời này từ từ chìm vào trong giấc ngủ êm ái. Họ quấn lấy nhau cho đến tận trưa. Thiên Châu thấy có một chút lạnh nên tỉnh giấc. Tên sau lưng của cậu vẫn cứ dù dù mà ngủ, nhưng mà hơi thở của hắn ta nóng rát phả vào trong cổ của cậu. Thiên Châu khẽ nhíu mày, nhưng mà Chinh Du lại không có tức giấc. Thay như vậy có một chút lo lắng, cậu sờ thử vào trong trán của hắn ta. Trời, nóng quá. Chinh Du à, ngươi đã sốt nặng rồi. Chinh Du à, mà thức dậy đi, thức dậy. Thiên Châu gỡ tay của hắn ta ra khỏi người mình rồi ngồi hẳn dậy lấy áo khoác vào, định sẽ truyền cho hắn ta một chút tiên khí thì chợt dừng lại. Chết tiệt, đây là nhân gian mà. Không được rồi, phải đưa người đi tìm đại phu mới được, ở đây quá lạnh lẽo. Vừa nói Thiên Châu lại kéo tay của Chinh Du choàng qua cổ rồi cõng hắn ta lên trên lưng. Bích Thủy Kim cũng cầm ở trên tay nhanh chóng rời khỏi hang động. Ra bên ngoài đã thấy tuyết rơi trắng người, trước mắt là một cái cánh đồng tuyết trắng bao la, cũng là không có biết hướng nào để mà đi. Ông trời, ông muốn tùy đường sống của ta hay sao chứ? Thiên Châu lẩm bẩm rồi đổi cái tư thế đặt Chính Dụ lên trên yên ngựa. Cậu cũng phi lên trên để ngồi sau lưng của hắn ta, một tay ôm hắn ta chặt ở trong lòng, một tay thì giữ cương, quay đầu xác định phương hướng rồi thúc ngựa từ từ bước mà đi ở trong lớp tuyết dày. Thiên Châu lấy áo khoác trùm kín cho cả hai người, chỉ chừa có một cái đôi mắt để xác định đường. Dấu chân ngựa hằn sâu trong tuyết dày để lại một cái vệt dài vô tận, giống như một cái nét kẻ đậm về hướng đông. Môi của Chinh Du càng lúc lại càng tái nhợt đi. Thiên Châu vừa thúc ngựa lại vừa nghiêng đầu nhìn sắc mặt của hắn ta. Thần nhiệt của hắn ta càng lúc lại càng giảm. Cậu liền chồm môi đến để kề miệng của hắn ta ra rồi ra sức đoan mà thổi. Một làn hơi ấm nóng truyền vào trong cơ thể của hắn ta. Lưng của hắn ta tựa sát vào trong lồng ngực ấm áp của cậu. Thấy môi của hắn ta khẽ động đậy, con mút nhẹ một cái vào môi của cậu. Thiên Châu rời ra để mà nhìn hắn ta. Chính Dục cười hiền một cái. Tôi không sao đâu, đừng lo. Thiên Châu cười cười rồi cọ cọ cái mái đầu vòng gò má của hắn ta để sủng nịnh cùng với yêu thương. Chinh Du cũng rất là thoải mái từ người vào vai của cậu để có thể hưởng thụ cái cảm giác yêu thương từ cái vị ái nhân này. Cứ như thế, khoảng 2 canh giờ sau, hai người một người một ngựa đã đến trước một trường thành rộng lớn. Trước cổng có ghi chữ Dực Thành Đại An. Thiên Châu mừng rỡ reo lên. Đã, chúng ta đã đến Đại An rồi, Chinh Du ạ. Chinh Du hé mắt, hắn ta đã thấm mệt đến cười cũng đã không thể nào nhếch môi. Thiên Châu biết là hắn ta sắp không chịu được nữa rồi nên liền thúc mạnh ngựa mà phi nhanh vào thành. Không khí bên trong nó thật là lạnh lẽo, hơi lạnh của tuyết đã phả khắp mọi nơi. Những cái cánh cửa im ỉm đóng, những ngôi nhà gỗ đen nổi bần bật ở trong làn tuyết trắng, không có một bóng người. Dường như
Nhưng chúng ở nơi đây chưa có sẵn sàng để đón một trận tuyết lớn vừa rồi. Đi được một lúc, Thiên Châu đi nhìn thấy một cái y quán, nhưng mà cửa chốt then cài. Bên trong ánh sáng của cái ngọn đèn le đó xuyên qua khe hở đã tạo thành một cái luồng sáng mỏng manh. Cậu để cho Chính Du nằm lên trên ngựa, một mình nhảy xuống, đập tay vào cửa. Có ai nhà không? Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu tiếp tục đập tay đi gọi lớn. Có ai nhà không? Xin cứu bạn đi. Vẫn là không một lời hồi đáp. Nhìn sâu vào trong mới phát hiện ra là có sinh khí. Thiên Châu tức khắc là đạp chân mạnh một cái, cánh cửa liền bung ra. Bên trong có một đám người già trẻ lớn bé ôm nhau kinh hãi. Thiên Châu nhìn ra là không khí bất ổn rồi, nhưng mà lúc này đây cậu chọn lựa không lưu tâm, liền ôm Chính Du xuống rồi cõng vào trong nhà, đặt xuống chiếc giường ở trong góc. Năm người đang nhìn họ bằng một cái cặp mắt sợ hãi. Thiên Châu liếc qua thì có một cái lão nương tóc bạc phơ dẫn vào một chiếc khăn đã bạc màu. Một nam nhân trạc tứ tuần với cái hàm râu đen ở trên mép, tóc vẫn cao buộc lại bằng một cái sợi vải màu trắng, y phục màu xanh nhưng đã hơi ngả vàng. Những cái ngón tay bị nhuộm đen phần đầu, nhìn vào có thể biết đó là do thảo dược vấy bẩn. Vậy ra đây chính là đại phu rồi. Nắm lấy đại phu là một cái vị cô nương tử xinh đẹp phúc hậu, chắc chắn đây chính là thê tử của hắn ta rồi. Nép sau lưng họ chính là hai hài tử chừng 6-7 tuổi, vừa một cái đôi mắt ngây thơ chớp chớp sợ hãi. Nè, ta không phải là người xấu đâu, các vị đừng sợ. Truyện Xích Quỷ Kiếm, tác giả M, chương 10. Thiên Châu thấy nét sợ hãi vương trên gương mặt của họ mà thập phần áy náy. Cô đoán chắc rằng họ đã phải trải qua nhiều biến cố nên nét kinh hoàng vẫn cứ còn ẩn hiện mồn một. Cậu liền ôn nhu dùng một cái vẻ mặt đầy chân thành mà hướng về vị đại phu kia thành thành cất giọng. Ta và bằng hữu từ xa đến Đại An để chữa bệnh, dịch thực công bay trên đường lạc gần chiến trường giao tranh lại gặp phải tuyết rơi trắng trời, dường như hắn đã phát sốt rồi. Đến đây thì lại không tên công thích, tình cờ nhìn thấy y quan nên bảo muốn làm phiền, mong đại phu đến xem giúp thương thế của bằng hữu ta và giúp cho hắn vượt qua cái cơn nguy khốn này. Vừa dứt lời, cậu nhẹ nhàng đứng dậy lách qua một bên rồi trầm giọng nói tiếp, xin đại phu xem giúp. Vì đại phu lúc này mới dám nhìn thẳng gương mặt của Thiên Châu, ánh mắt của y liền dịu xuống. Người này lời nói rõ ràng, cử chỉ hòa nhã, gương mặt thanh tu mà lại hồn hậu. Chắc chắn không phải là người xấu rồi. Thân là đại phu, thấy người gặp nạn cũng nên xem qua một chút. Nghĩ là làm, đại phu tiến đến để quan sát nét mặt của Chính Du rồi nắm lấy cổ tay của hắn ta bắt mạch. Quái lạ, người này mặt tượng kỳ quái, trong cuộc đời làm đại phu ta chưa từng gặp qua, vậy là thế nào chứ? Đại phu xem đi xem lại vẫn là không có hiểu ra được vấn đề. Mày của y nhớ lại thanh hàng, cuối cùng y đập bàn tay của Chính Du xuống, kéo dây thắt lưng mở áo ra. Y khẽ nhíu mày một cái, sao lại đến mức này chứ? Hắn ta bị lừa làm phóng sao? Thiên Châu bên cạnh cũng không người đến. Dạ phải, thương tích của hắn ta như thế nào chứ? Tổn thương là quá nặng rồi, vết thương lại lở lét. Nè, hắn ta đã bị mấy ngày rồi chứ? Bất tỉnh có lâu chưa? Dạ khoảng 2 ngày trước, hắn ta ngất đi thì cũng dịu được một lúc. Thật là mình đồng da sắt mới có thể chịu được đau đớn này đó. Vị đại phu chặt lưỡi lắc đầu, vậy mà ngày hôm qua lại còn tốn nhiều lực nữa chứ, đúng là cái tên ngốc này. Thiên Châu âm thầm mà nhìn Chính Du rồi hối hận vì đêm qua đã chiều lòng của hắn ta, nếu không chắc là cũng không đến cái mức sốt nặng như thế kia. Nè, ta chính là không có bắt được mạch tượng của hắn ta. Mấy chục năm hành nghề y của ta
Ta chưa từng nhìn thấy qua ai có cái mạch lạ lắm đến như chị đó. Cũng có thể là do y thuật của ta còn non yếu. Nhưng mà theo ta quan sát thì ta nghĩ rằng hắn bị thương quá là nặng. Với lại thêm cơ thể không chịu nổi sự thay đổi của thời tiết nên đã nhiễm phong hàn rồi. Tạm thời thì ta sẽ rắc cho hắn ta một phần thuốc để có thể hạ sốt. Còn về vết thương thì đại phu khẽ ngập ngừng. Thiên Châu sốt ruột nhưng mà vẫn cứ lắng nghe. Về cái phần vết thương, ta e là vết y thuật của ta và thuốc thang thiếu thốn, ta không thể giúp hắn ta được rồi. Vậy thì... Thiên Châu nóng ruột mà hỏi han. Vậy thì tạm thời ngươi cứ để hắn ta ở lại đây đi, để có thể tưởng thương vài ngày. Sau khi mà hạ thuốc thì có thể tìm đến một danh y khác mà chữa trị. Ta xin đa tạ trước. Nhưng mà đại phu có thể cho ta hỏi không, ngài có biết gì nào gọi là lãnh thần y không chứ? Ngài nói là tu đạo núi qua đỉnh này. Lãnh thần y sao? Ta chỉ là có nghe qua danh tiếng của bà ấy, nhưng mà chưa một lần gặp mặt. Chỉ biết đó là một vị cao nhân thoái ẩn giang hồ, đã nhiều năm về trước có ra tay cứu chữa cho phu nhân của Dực thành chủ, sau đó thì lại biến mất không một tung tích. Còn về Qua Lãnh Sơn thì ta chưa có từng nghe qua. Có thể là thuộc về một cái vùng nào đó của Đại An đi. Vậy nếu như ta tìm được vị thành chủ này thì có hy vọng sẽ tìm được tung tích của Lãnh Thời không chứ? Về cái điều này thì ta không dám chắc à ngang. Nhưng mà để có thể gặp được thành chủ hay là còn khó hơn lên trời nữa kìa. Đang nói chuyện thì Chính Vua lại bỗng trung lên, miệng không ngừng rên gọi: Châu Châu à, ta đây nè. Thiên Châu tiến đến nắm lấy cái bàn tay của Chính Vua mà siết chặt lại. Chân mày của Chính Vua liền giãn ra từ từ mà chìm vào trong giấc ngủ. Thiên Châu thở dài một cái, ánh mắt không rời khỏi hắn ta mà mở miệng: Đại phu à, xin hỏi nói thuốc cho hắn ta đi. Chuyện lúc này lại nên sẽ nói tiếp. Được. Vì đại phu điên chạy xuống bếp để mà sắc thuốc, vị nương tử cũng đi theo, còn lại một già hai trẻ ngồi xuống ghế để mà nhìn Thiên Châu chằm chằm. Thiên Châu lúc này đặt tay của Chính Vua xuống giường, rồi lấy chăn kéo đến sát cổ của hắn ta, tay nhẹ nhàng để lên trên người của hắn ta vỗ nhẹ. Khi mà thấy hơi thở của hắn ta đã điều hòa rồi, con lại quay lại nhìn ba người kia, liền nhoẻn miệng cười: Ba vị không cần sợ hãi đâu. Hài tử à, đến đây ta xem nào, trên tay của người có cái thứ gì đó mà đáng như thế chứ? Tiểu hài tử liền từ từ bước đến, vươn tay lên cho Thiên Châu nhìn. Bàn tay nho nhỏ xòe ra trước mắt rất là đáng yêu. Cậu nắm tay tới bụng của nàng ta rồi ôm nhu cười: Là lục lạc đó. Tiểu muội tử à, tiểu muội tên gì chứ? Ta là tiểu đồ tử, còn đệ đệ của ta là tiểu hồ tử. Thì đáng yêu mà. Đó, tiểu hồ tử à, đến đây. Thiên Châu giang tay còn lại ra để mà ngoắc ngoắc cái tiểu hồ tử, y lập tức chạy ùa đến để ôm khích vòng eo của Thiên Châu. Thúc thúc thật là tuấn tú đó, người thật là thơm, bụng thật là ấm nữa. Thiên Châu cười ha hả rồi ôm hai tử vào trong lòng, tay vuốt vuốt cái đầu bà da của y nhìn ngó. Người đó còn nhỏ mà đã biết lấy lòng người khác rồi, nhưng không sao đâu, ta rất là thích. Câu nói không nặng không nhẹ này đã vô tình lọt vào trong tay của ai kia khi mà hắn ta cũng vừa tỉnh giấc. Chính dù dùng hết sức lực cuối cùng để mà run run sờ soạn tìm kiếm cánh tay của Thiên Châu. Ai tuấn tú chứ, ai thơm, bụng ấm gì chứ? Châu Châu à, ai đó đang chạm vào đệ cũng phải không chứ? Thiên Châu giờ là đang thực sự cạn lời với cái thói nhỏ nhọn ghen thuồng bất chấp của Chính Vua. Đến cả một cái đứa trẻ con mà hắn ta cũng chấp nhất hay sao chứ? Không nhìn thấy liền tưởng tượng, rồi lại thêm thắt, rồi tự dè dò chính mình. Nè, chỉ là một hài tử thôi, người phiền trách ta làm gì chứ? Nói cho ta biết đi, hắn ta
đàn ông đệ con không chứ? Sao lại biết bụng của đệ ấm? Sao biết người của đệ thơm? Chinh dù nói có hơi lớn tiếng một chút, tiểu hổ tự bỗng lại khóc rống lên. Tiểu đầu tự thấy như vậy cũng khóc theo. Ngồi nhà thoáng trong đang ngọc tràn cái tiếng khóc của hai đứa trẻ. Thiên Châu nhăn mặt chặt lưỡi: "Ngươi xem kìa, khi công lại hét lên làm cho hai hài tử khóc rồi đó. Nào nào nào, đến đây thúc thúc xem nào." Thiên Châu cơm người bồng hai cái đứa trẻ đặt lên hai bên đùi, chân thì nhún nhún tay phổ phổ. Chính vô lùm cơm bò nhẹ: "Cái gì chứ, đến hai đứa lần sao? Không được, vậy là càng không được." Hắn lò mò hai tay cua quào ở trong không khí mà chợt được cái lưng của Thiên Châu liền gắt gao kéo đến. Hai cái đứa trẻ cứ như thế mà ôm chặt lấy Thiên Châu, người kéo kẻ giật khiến cho Thiên Châu một lúc cốn đốn, nhưng rồi lại không có đẩy bên nào ra được. Một kẻ bị thương chỉ cần một cái đẩy của hắn ta thôi cũng đau đớn. Một bên là hai cái đứa trẻ mềm mại không xương, làm sao mà nỡ để làm cho chúng đau chứ. Cứ thế mà nháo loạn cả buổi, trong lòng của Thiên Châu cả một trận thương tâm. Nè, sao lại phải yêu hoặc một cái tên như hắn ta chứ? Kiếp này ta đã khổ dưới tay của hắn ta rồi. Lão bà ngồi trên ghế thấy như thế liền vui cười. Cái không khí trong nhà thực sự đã náo nhiệt hoàn toàn, khác hẳn với cái âm u lạnh lẽo ở bên ngoài cửa. Đang nhốn nháo thì đại phu cùng với thê tử từ dưới bếp mang lên một cái chén thuốc nghi ngút khói. Thiên Châu thấy như vậy nên ôm nhu đặt hai đứa trẻ xuống đất. Nè, các ngươi xuống chơi với bà đi, thúc thúc sẽ cho dì đại ca này uống thuốc rồi trở lại chơi với ngươi sao hả? Dạ, nhưng mà thúc nhớ là đừng chơi với đại ca đó nha, chúng nó không thích đại ca đâu, đại ca rất là hung dữ đó, lại dành thúc phúc với chúng cháu nữa hả? Thiên Châu cười lớn rồi quay lại gỡ tay cái kẻ đang ôm cứng lưng của mình. Ngươi thấy chưa, đến trẻ con lại còn chán ghét ngươi đó, ngươi lại phải xem lại mình nghe chưa? Đừng không chán ghét ta là được rồi, ta không cần người khác quan tâm. Ngươi! Thiên Châu chặt lưỡi rồi lắc đầu nhìn vào cái kẻ lì lợm giống như cậu đang đang bám sau lưng. Thôi được, quay nào quay nào, quay nào già bớt trộm đi ha, để ta cho ngươi uống thuốc. Nè, đi đói đi, để có chán ghét ta không? Có thấy ta phiền không chứ? Không phiền không phiền, thương ngươi còn không hết nữa kìa. Vừa nói Thiên Châu lại vừa phéo vào cầm của hắn ta một cái. Thực chất chính là trong dạ muốn xé toạc cái kẻ khó ưa kia ra. Chính dù tự được yêu thương mà cười cười đừng ngoan ngoãn trở tay khỏi Thiên Châu. Hành động tình trạng ý tiếp này đã toàn bộ lọt vào trong mắt của gia chủ không sót một chút nào. Vì đại phu nhìn nương tử cười cười khẽ tặng hắn rồi mang cái chén thuốc đến tay cho Thiên Châu. Cậu ta lại đưa tay đỡ lấy rồi từ từ cho Chính Du uống thuốc. Châu Châu à, đắng quá. Hắn ta lại bắt đầu mè nhẹo. Ngoan, không đắng đâu mà, không đắng đâu. Há miệng ra: "À, ngoan nào." Nhìn cái hình ảnh này thật là khó có thể nào tưởng tượng được. Người kia chính là chiến thần vài ngày trước còn hát tranh lửa, ngạo nghễ khoác quan bào, tay thì cầm trường kiếm sáng lóa mà chặn đứng toàn bộ quân lực của ma giới. Chỉ sau vài ngày thôi, hắn ta lập tức giống như cuốn con mà nhõng nhẽo, mà nũng nịu trước ái nhân của hắn. Thế sự xoay dần, ngay cả tính cách của một con người cũng có thể thay đổi thành ra như vậy. Này nghĩ qua lại, cuối cùng Chính Vô cũng thành thành thực thực mà uống hết chén thuốc, mặc những cứ còn một cái nét nũng nịu đến lưu manh. Thiên Châu lúc này quả thật là muốn đạp cho hắn ta một cái để tiễn dịch trời. Cậu thật là khó thích ứng với cái tính sớm đáng chịu mưa của hắn ta. Lúc trước thì còn ít, nhưng mà bây giờ thì ngày nào hắn ta cũng dở trò, làm sao mà cậu có thể sống tốt được chứ. Nghĩ đến thì lại càng thêm buồn bực, vì sợ là gia chủ phiền lòng nên Thiên Châu đành phải dỗ ngọt cho hắn ta ngoan ngoãn nằm ngủ. Bên ngoài trời cũng đã tối hẳn đi, tiếng gió rét cất lên ồ ồ khiến cho người ta bên trong khẽ rùng mình. Nhìn lại thì thấy Chính Du đã phù phù ngủ rồi. Thiên Châu tiến đến chiếc bàn đặt ở giữa nhà mà trò chuyện với các vị đại phu cùng với gia đình y. Hai đứa trẻ từ lúc nào đã chuông trong lòng của mẫu thân của chúng mà say nhất.
đúng là hài tử mà, thật dễ ngủ. Thiên Châu cười cười rồi quay lại nhìn đứa trẻ to xác nhà của mình đang nằm thở đều đều ở trên giường kia, được xoay người bắt đầu cái câu chuyện với vị đại phu. Ánh đèn âm âm dịu mắt đã thắp sáng cả căn phòng. Ta là Hứa Thiên Châu, vị kia chính là Chính Du. Ta có thể biết danh tính của đại phu không chứ? Ta là Dung Nhược, dòng họ của ta đã nhiều được hành y rồi. Tổ mẫu của ta là một y sĩ kỳ tài, gian danh khắp thiên hạ. Nhưng mà tiếc đến thời của ta thì đã mai một rồi. Vậy thì tổ mẫu của đại phu là? Khi mà tổ phụ mất đi rồi, người cũng rời khỏi, ta cũng chẳng có biết mặt người. Chỉ nghe là mẹ của ta kể lại, người đến già nhưng mà dung mạo nghĩa là không đổi khác, thanh sắc vẹn toàn. Vì lão lão kê bên rồi cũng bắt đầu kể. Phải, mẫu thân của ta đến tuổi thất tuần vẫn là trẻ trung, giống như là cô nương ngoài đôi mươi. Lúc mà người rời đi thì trong ta có lẽ còn già hơn cả người đó. Ta sau này kể lại không có một ai tin cả. Chỉ có những người đã từng một lần nhìn thấy bà mới biết là ta không có nửa lời dối trá. Nè, chẳng lẽ cái gì tụi bọn ấy không phải là phàm nhân hay sao chứ? Ta mặc pháp được hỏi, tụi bọn của đại phu tên là gì chứ? Nhược Lan, Lãnh Nhược Lan. Thiên Châu giật mình một cái, trong bụng của cậu, vị tổ mẫu kia chính là Lãnh Thần Y rồi. Vì theo lời của bà kể thì tổ mẫu không phải là phàm nhân, hành nghề y thuật lại mang họ Lãnh, chắc không trùng hợp như thế chứ. Nếu quả thật tổ mẫu chính là Lãnh Thần Y thì dường như cái sự xuất hiện của gia đình Dung Nhược chính là hoàn toàn không phải ngẫu nhiên rồi. Tình cờ đến hữu ý, hoặc giả họ là quá may mắn rồi. Kỳ lạ mà. Vậy thì bà ấy đi đâu chứ? Chẳng lẽ là không có một chút tung tích nào hay sao? Thiên Châu tiếp lời, đã qua nhiều năm như vậy rồi, chắc người cũng đã mất. Lúc mà người rời khỏi thì cũng đã ngoài 70. Tuy là sức còn tráng kiện, nhưng mà con người lại không thoát khỏi cái quy luật sinh tử, chắc cũng đã vùi thay đến chốn nào rồi. Khi mà nghĩ đến thật quá đau lòng mà. Mẫu thân của ta rất là yêu phụ thân. Cái chết của người nó giống như là cú sốc với bà ấy vậy đó. Lão lão nhiều mắt rồi khẽ kiềm chê cái cơn xúc động. Thiên Châu thấy như thế thì không hỏi nữa, đi đổi chủ đề. Đại phu à, vậy thì còn về Dược Thành Chủ, lúc nãy đại phu nói là có, ý là sao chứ? Dược Thành Chủ quý là Tống Dực, hắn ta tàn ác cuồng bạo. Dực Thành này là cái vùng biên giới của Đại An, sống xa thiên tử. Tống Dực quyền thế giống như là vua vậy đó. Hắn ta hà hiếp bá tánh, giết người đốt phá, ai ai cũng khiếp sợ. Quần linh của hắn ta thì rất là hung hãn và man rợ, thấy người không vừa mắt là giết, thấy con gái nhà nào đẹp là hiếp. Chúng tôi quanh năm khổ thân lắm, thanh niên khỏe mạnh thì bị bắt làm phu dịch hoặc là đi lính, sống trở về thì cũng thành một kẻ tàn phế mà thôi. Lúc này người cũng nhìn thấy rồi đó, chiều tối là chúng tôi không được ai bước chân ra ngoài, có người gọi cũng không dám ra để mà mở cửa. Nè, vậy sao không trốn đi chứ? Đi đâu bây giờ đây? Phía bên kia biên giới chính là quân Liêu, bên đó lại còn tàn những bàn thở gấp nhiều lần nữa kìa. Trốn khỏi thành trở về kinh thành Đại An thì lại rất là xa xôi, và chắc gì là khó khỏi chứ. Xung quanh trăm dặm đều là đồn canh của chúng đó thôi, bị bắt lại chỉ có chết mà thôi. Dùng Nhược rồi lại thở dài. Con gái của hắn ta là Tống Thanh Thu đó, người tài trí thao lược, là cách tay đắc lực của Tống Dược, lại được thiên tử Đại An yêu chiều, thành thế của họ đang càng thêm vững mạnh hơn. Chúng tôi là chỉ có mong kiếm khăn mới thoát khỏi cái chỗ này mà thôi. Dùng Nhược rũ mắt xuống, nhìn hai cái đứa trẻ mà nước mắt lưng tròng. Thiên Châu mất giang lại bồi hồi, để sau khi mà chưa khỏi cho Chính Du, nhất định ta sẽ giúp các người. Nè, sao lúc nãy vào đây ta không thấy Linh Cành chứ?
Hôm nay tuyết rơi bất ngờ, chắc chắn là bọn chúng đã trở tay không kịp nên ẩn nấp đâu đó rồi. Ra là vậy sao? Vậy thì có cách nào để có tiếp cận thành chủ được không chứ? Quan trọng nhất là vào được cái nơi mà thành chủ ở. Vì lệnh thần y đó ta nhất định phải tìm. Cũng có đó, nhưng mà rất là nguy hiểm mà nghe. Đội quân của Tống Thành Thu hôm qua đã đại thắng quân Liêu trở về, ngày mai sẽ tổ chức tiệc mừng, chắc chắn là cần nhiều người phụ buôn rượu. Nhưng mà như vậy sẽ rất là mạo hiểm đó. Lời ngày mai sao? Vậy thì được, để ngày mai tính đi. Thiên Châu dứt lời thì thấy gương mặt của Dung Gia ai nay đều rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục làm phiền nên cậu đã từ tốn đứng dậy. Cũng đã khuyên rồi, không làm phiền các vị nữa, nghỉ ngơi đi. Được, vậy công tử cũng nên nằm nghỉ đi. Bên trong có một nơi dành cho bệnh nhân để dưỡng thương, công tử có thể vào đó để mà ngã lưng. Ta sẽ ngủ cùng với bà hữu của ta, như vậy cũng sẽ thuận tiện để mà chăm sóc cho hắn. Vậy thì được, chúng ta vào trong nghỉ ngơi. Công tử à, nghỉ sớm đi. Xin đa tạ. Thiên Châu để cho họ rời khỏi rồi mới buông tấm màn xuống, nằm lên trên giường bên cạnh Chính Du, một tay nghiêng người ôm hắn ta vào trong lòng thở dài. Tâm Diệt à, nhất định ta sẽ gặp ngươi. Nói xong, Thiên Châu chồm lên hôn nhẹ vào trong môi của Chính Du. Hiếm khi mà hắn ta ngủ ngoan đến như thế, còn mỉm cười rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Chuẩn bị cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với phụ tử của Tống gia, dự báo chuỗi ngày nguy hiểm sắp tới mà họ không thể nào né tránh. Đêm đó Thiên Châu lại nằm mơ. Cũng đã mấy ngày rồi cậu giấc ngủ đều không có mộng mị. Trong mơ, Thiên Châu thấy mình đang đứng trên một ngọn núi đầy tuyết phủ. Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, tuyết ở dưới chân dày đặc làm cho toàn thân của cậu trong phút chốc run rẩy. Bỗng xuất hiện một khung cảnh trắng xóa là hai thân ảnh mờ nhạt. Trên tay của họ mang hai thanh trường kiếm. Tuy là đứng quan sát từ phía xa thôi, nhưng mà Thiên Châu có thể cảm nhận được kiếm khí đang tỏa ra hừng hực mạnh mẽ. Bên trái là người quen cũ của cậu, Lạc Định Nhân, kẻ đã từng không dưới một lần ám ảnh trong giấc mơ của Thiên Châu. Hôm nay y khoác một bộ trường bào trắng xóa, mái tóc bạch kim dài phản phất một chút tịch mịch ở trong gió lạnh. Một sợi vải màu đỏ mỏng manh buộc nhẹ cái lọn tóc sau đầu, nó giống như là đóa hồng mai điểm xuyết ở trên nền tuyết trắng. Gương mặt gợn một chút u buồn nhưng mà vẫn nâng lên đầy ngạo nghễ, nhìn y có bao nhiêu là tà mị cùng với đôi mắt sâu thẳm thâm thúy. Bên cạnh y chính là vách núi dựng, dưới kia là vực sẫm thẳm sâu vạn trượng. Quả khí bốc lên ngùng ngục, tầng tầng dung nham đỏ rực cứ cuồn cuộn chảy, giống như là ám ảnh lý trí nhân sinh. Đối diện với y là nam nhân với hắc bào khẽ lung bay ở trong làn gió nhạt lạnh. Trên vai áo lại còn có vài bông tuyết tinh khôi neo đậu, càng làm tăng thêm vài phần lãnh diễm. Hắn ta cao lớn uy vũ, trên tay là thanh trường kiếm dài sáng loáng, xung quanh chính là cảnh vật bị phế tung. Có vẻ vừa mới xảy ra một trận giao chiến ác liệt. Họ dường như đang nói với nhau điều gì đó, không khí thập phần căng thẳng. Thiên Châu khẽ đến gần, dựng thẳng tay lên để mà nghe. Định Nhân à, ngươi đừng trách ta. Có trách là trách ngươi năm đó đã phụ trách chân tình của ta. Nếu như ngươi vẫn quan ngại bên cạnh ta thì hắn ta đã không chuốc lấy kết cục như vậy rồi. Tại sao vì một ngoại nhân mà người lại chống đối ta chứ? Ta có gì không bằng hắn ta? Hắc Y Nhân trong giọng nói càng càng có chín phần oán khí. Cút đi, kiếp sau và kiếp sau nữa cũng đừng bao giờ đến cho ta gặp lại ngươi. Trên đời này thứ ta ghê tởm nhất chính là ngươi đó, hối hận nhất cũng chính là cùng với ngươi thành bằng hữu. Lạc Lạnh Nhân lạnh lùng, giọng nó toát ra hàn khí đã đủ sức đóng băng thiện y của các kẻ đối diện, làm cho hắn ta cả một trận đau lòng. Ghê tởm ta sao? Thực đáng được cười mà. Hắc Y Nhân cười lớn, trong giọng nghe rõ ra
cả một cái cổ chua xót cùng với phẫn nộ. Năm đó cô ôm ta trong lòng, đó là mãi mãi không rời xa. Là ai đó chứ? Năm đó sống chết cũng là không muốn rời khỏi qua lĩnh sơn, muốn đời đời kiếp kiếp sẽ bên cạnh ta. Là ai đó chứ? Giờ ngươi lại ghê tởm ta sao? Cũng không sao cả, ghê tởm thì cái gì, nhưng mà ngươi không được phép rời xa ta. Y nhân ngằn giọng, có thể cảm nhận được cái lửa căm hờn đang cháy ngùng ngục trong hắn ta. Thiên Châu nhởm người muốn nhìn rõ cái gương mặt của người kia, nhưng lại lực bất tòng tâm. Ngươi nghĩ rằng mình có thể cải ta hay sao chứ? Ngươi đã nhầm rồi. Thế gian này, trừ phi để nhân ta muốn, còn không đừng hòng ai giữ được, kể cả ngươi. Lạc Định Nhân vừa kết thúc câu nói, lập tức ngã người xuống hỏa vực, chỉ kịp nghe thấy Hắc Y Nhân thét lên một tiếng: đừng! Một giọt nước mắt của hắn ta bay ngược về phía sau, chạm vào trong tay của Thiên Châu. Bỗng toàn bộ cảnh vật xung quanh đang nhòe lên trong mắt của cậu. Thiên Châu hét lên một tiếng: không! Rồi ngồi bật dậy. Nhưng mà thứ cậu nhìn thấy vẫn chính là ở trên giường bên cạnh Hoàng Chính Du tại Dực Thành. Cậu khẽ thở dài một hơi, rồi lấy tay lau đi cái tầng mồ hôi nhẹ nhàng trên trán kia. Từ lúc mà nghe được tiếng thét của Thiên Châu, Chính Du cũng đã choàng tỉnh. Hắn ta bật dậy, ngồi bên cạnh, hai mắt lại cố mở to, giống như là muốn nhìn thấy thần sắc của Thiên Châu. Trong đôi mắt ấy chính là cả một cái sự lo lắng cùng với nỗi sợ hãi. Cậu sau khi mà trấn tĩnh, liền nắm lấy tay của hắn ta, áp lên trên má của mình. Nè, ta không sao đâu, đừng lo mà. Nghe được cái thứ âm thanh quen thuộc, hắn ta chồm đến, vòng tay, giam cậu vào trong lòng ngực. Châu Châu à, điều gì đã khiến cho đệ sợ hãi chứ? Có thể nói cho người ta nghe được không? Đã nhiều lần để nằm mơ, chín phần đều là quảng hốt. Là tại sao chứ? Chính Du à, ta thấy có một nam nhân có dung mạo rất là giống ta. Đã nhiều lần hắn ta xuất hiện trong giấc mơ của ta, cứ mong một lần như vậy, nguyên khí trong người của ta lại liền thay đổi. Lúc này ta lại thấy hắn đó, như đã còn cùng với một kẻ khác nữa. Họ có vẻ vừa mới giao đấu xong. Sau đó họ nói với nhau những cái điều mà khiến cho ta khó hiểu, rồi hắn ta lại lập tức nhảy xuống vực thẳm để quyên sinh. Khi mà ta thấy hắn ta rơi xuống, ta cảm giác là cơ thể của mình rất là đau đớn đó, giống như có ai đó đang dùng lửa để châm vào, rất đáng sợ. Ta đã thực sự rất là sợ hãi đó. Thiên Châu thổn thức ở trong lòng của Chính Du, đôi mắt của cậu tràn ngập bóng tối. Hắn ta vuốt ve lưng của cậu để vỗ về. Không sao đâu mà, đã không sao nữa rồi, chẳng phải chỉ là một giấc mơ thôi hay sao chứ? Không, nhưng mà ta đã nghe họ nhắc đến qua lĩnh sơn đó. Là tại sao vậy hả Chính Du? Chuyện đi này, ta có một dự cảm đã không lành rồi, nhưng mà nhất thời lại không thể nào giải thích được. Giống như có một bàn tay nào đó đang cố tình sắp đặt mọi thứ để cho chúng ta bước vào. Chính Du à, nếu thực sự là như vậy, ta không biết là chúng ta rồi sẽ ra sao nữa. Còn nói mắt của ngươi, ta không muốn mạo hiểm đâu. Châu Châu à, có ta đây rồi. Chẳng phải để từng nói rằng chỉ cần là hai chúng ta cạnh nhau thì cái gì cũng có thể đối mặt hay sao chứ? Chuyện gì sẽ tới thôi, chúng ta cứ lo lắng cũng không làm gì được. Hay bình thản mà đón nhận đi. Ta chỉ là lo cho ngươi thôi. Chính Du à, liệu quan lĩnh sơn thực sự có lãnh thần y nào đó thì sao chứ? Hay là cũng chỉ là một cái bẫy thôi? Ở phải rồi Chính Du à, lúc mà ngươi bị thương, vì sao lại gặp được sư phụ Bình Tinh chứ? À, hôm đó sau khi mà đánh nhau với Cảnh Trí thì ta đã ngất xỉu đi. Lúc mà tỉnh dậy đã nằm ở trong túp nhà tranh đó rồi. Sư phụ nói là linh cảm có cái chuyện không hay, nên đến xem thử rồi có được ta. Vì sao vậy chứ Châu Châu? Vì sao ngươi lại hỏi về sư phụ? À, cũng không có gì đâu. Tình cảm của sư đồ ngươi có tốt hay không chứ? Ngươi giống như phụ thân của ta vậy đó. Võ công của ta là toàn bộ do người chỉ dạy. Sư phụ ta là một cái vị chiến thần từ tổ Hồng Quang, tu vi thượng thừa, bách chiến bách thắng, đạo cao hạnh thâm, cũng đã từng lừng lẫy thiên hạ.
cũng là không biết vì cái lẽ gì mà lại thoái ẩn giang hồ, không có nhúng tay vào cái chuyện nhân gian nữa. Nhưng mà mẫu thân của ta cũng đã từng kể, sư phụ chính là vì một chữ tình đó. Tình sao? Phải, nhưng mà ta đâu có dám hỏi sư phụ điều gì chứ. Có lẽ đó chỉ là một cái hồi ức không mấy tốt đẹp ở trong lòng của người thôi. Ta cũng là không có muốn khơi lại. Nhưng mà đối với ta, sư phụ ngoài ân dưỡng dục thì còn cả cái ân cứu mạng đó. Cứu mạng sao? Ừ, ta nhớ là năm đó có một lần giao chiến với quái yêu, bị thương rất là nặng, chính là sư phụ cắt máu cho ta uống để có thể hồi phục lại sinh lực. Cái ân tình này ta sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên đâu. Nè, năm xưa vì sao bình tĩnh là những người làm đệ tử chứ? Nghe mẫu thân kể là lúc người đang mang thai ta có một lần trở về thiên giới, lúc đó dân hương ở Phổ Đà Sơn, nếu mà sư phụ tu luyện thì gặp được người. Người nhìn mẫu thân rồi nói sau này sẽ nhận ta để làm đệ tử. Khi mà ta sinh ra, người đến đeo cho ta một cái miếng ngọc bội, chính là cái ngọc bội mà ta tặng cho đệ đó. Nè, miếng ngọc bội đó có chỉ hại của bình tư cho ngươi sao? Ừ, phải. Rồi cái năm mà ta lên 10 thì sư phụ đã đến đón ta về Phổ Đà Sơn để dạy dỗ cho ta. Thiên Châu bất nhắc nhớ mà thành hàng, còn ta trầm tư mà suy nghĩ. Bình tinh đã mau mặt thế sự vì cái lý do gì mà lại nhận Hoàng Chính Du làm đệ tử chứ? Nè, ngoài ngươi ra thì hắn ta còn đi tin ai khác được không chứ? À, còn Trịnh Bân và Dương Phi Phi nữa. Phi Phi sao? Nè, nàng có phải là chủ nhân của cái chiếc đàn ngươi đang giữ không? Ừ, phải. Cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nàng ấy của năm xưa khi mà cùng ta đi diệt yêu quái bị quái yêu giết mà chết đó. Nè, chắc là ngươi đã phải khổ sở rất nhiều rồi. Thiên Châu trầm trầm giọng. Từ năm mà ta 14 tuổi thì nàng ta cũng được sư phụ nhận về, xem như từ nhỏ đang bên cạnh nhau, gắn bó với hàng nhau ngàn năm, cho đến khi mà nàng ta mất. Lúc đó ta đã không còn tha thiết gì ở trên đời nữa rồi, cũng đã trở về thần giới. Cho đến khi mà gặp đệ, ta mới biết như thế nào là thái sinh lần nữa. Chính vua, nếu như không may ta bị gặp nạn đó thì người hãy quên ta đi, đừng sống khổ sở như vậy năm qua nữa, có được hay không chứ? Chính vua không nói gì, bất chợt hắn ta rơi vào trong trầm lặng. Thiên Châu không có nghe trả lời liền tiếp tục. Hứa với ta đi, có được không? Để đừng nói nữa, để mãi mãi sẽ không bao giờ được rời xa ta. Nhưng nếu như ngày đó có, ta cũng sẽ không để cho đệ cô đơn mà đi một mình đâu. Ý của ngươi là gì chứ? Ta sẽ chết cùng với đệ, đệ chính là lẽ sống của đời ta, ta không thể nào sống nếu như không có đệ. Thiên Châu khẽ thở dài. Thời gian chính là cái liều thuốc chữa bách bệnh mà. Ngươi không phải là vài năm qua vẫn sống tốt hay sao chứ? Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ phải gặp một người khác giống như đã từng gặp ta vậy. Không, tụi nó không giống nhau đâu. Năm xưa chính là do ta trẻ trôi bồng bột, thực sự ta còn không rõ đó có phải là tình yêu hay không nữa. Khi mà Phi Phi mất đi, ta lại cảm giác như một người thân đã rời bỏ ta vậy đó. Cảm giác thương tâm, nhưng mà tuyệt nhiên ta chưa từng nghĩ đến cái chết. Ta chỉ là muốn tìm một cái nơi vắng vẻ để mà ẩn cư, có thể giống như sư phụ của ta. Chắc người cũng đã như vậy đó. Chính dù ngưng bặt rồi đẩy Thiên Châu ra đối diện với mình, hai tay đặt lên trên vai mà siết chặt lại. Nè, bỗng nhiên tại sao lại đến cái chết chứ? Châu Châu không được chết, hứa với ta đi, để nhất định ta không được gặp chuyện gì, hãy hứa với ta đi. Ánh mắt của hắn ta quá trầm ấm, nó chứa chan cả một cái sự khẩn cầu. Đôi mắt tuy là mù lòa nhưng mà trái tim tuyệt nhiên sáng tỏ. Thiên Châu rướng người hôn lên trên cái mi tâm của hắn ta một cái thật sâu. Hắn ta nhắm cái đôi mắt lại, ôm siết con vào trong lòng giống như một thứ bảo vật trân quý. Ta nhất định không chết trước ngươi đâu. Ta hứa mà. Còn việc này nữa, ta chưa nói xong với ngươi. Mọi chuyện hoàn thành
ta đã thay cho người giải quyết rồi. Nhưng mà phụ thân của người hiện giờ đang trúng độc đó. Chúng ta hãy nhanh chóng chữa trị cho người, rồi trở về mà cứu người. Thật may, vì một ngày tiên giới, bằng ba nằm ở đây đó, nên chúng ta giữ lên còn thời gian. Còn về hoàn cảnh trí, ta đã lấy mạng của hắn ta rồi. Hắn đã hại phụ thân của người, giết cái anh em tiếc, còn hại cả người nữa chứ. Ta không thể nào tha thứ cho hắn ta được đâu. Ta biết nếu như là người, người nhất định cũng sẽ làm như vậy mà. Đa tạ đệ, vì đáng lẽ ra ta phải gánh giác, thì đệ đã làm thay ta rồi. Cảnh trí chết là đáng tội mà. Chúng ta hãy chơi lại đôi mắt, rồi sẽ nhanh chóng trở về, còn đến thiên giới để thăm mẫu thân nữa. Đệ nhớ không? Ta nhớ chứ. Những lời mà người nói ta đều ghi nhớ rất là rõ. Giờ thì ngủ tiếp đi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm hỏi vài người. Lại chứ? Dịch thành chủ. Được. Để đi đâu thì ta sẽ đi theo đó, bất kỳ là nơi nào. Chính Du mỉm cười rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Hắn ta giương tay ra để có thể làm gối cho Thiên Châu nằm lên. Cậu gối đầu lên trên tay của hắn ta, nhưng mà ánh mắt đang ngập tràn cả một cái nỗi suy tư. Chính Du à, mình tin là một người đã rút chân ra khỏi mọi ân oán nhân gian, là những người làm đệ tử. Ta không nghĩ đó chính là nhân duyên đâu, chắc phải có một cái quyền cơ nào đó. Chính Du à, người có biết là cái miếng ngọc bội đó rất là lạ không chứ? Dường như nó đang chứa được một cái đoạn ký ức nào đó của ta. Bình tĩnh, ánh mắt của hắn ta nhìn ta khiến ta giống như là lạc vào trong mê hồn trận. Trong một lúc ta đã không khống chế được mà đi theo hắn đó. Cái cảm giác rất là thân tình. Nếu như ta nói cái chuyện này ra, liệu ngươi có còn coi đó chính là bình thường nữa không chứ? Qua lĩnh sơn, bão tuyết, nhiệt thành, dung gia, rồi là anh thần y, thực sự rất là liên quan với nhau đó. Sự sắp xếp đó chính là gì chứ? Rồi đây, nhất định Hứa Thiên Châu sẽ khiến cho ngươi lộ diện. Hãy đợi đấy. Thiên Châu nhắm mắt lại, để mặc cho những cái suy nghĩ rối rắm vài bộ thần trí. Cậu không biết là toàn bộ cái câu chuyện họ vừa nói đã lọt vào trọn vẹn đôi mắt của ai kia. Mà Phương ngẩng đầu, nhếch môi đẹp ma lực, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn ta đang nằm ở bên Long Ngai, chân tròn hắc bào, dưới thân ôm một cái cô nương da trắng hơn tuyết. Hắn ta chồm người điếm cắn cái bờ ngực trần của nàng ta, rồi thì thầm. Giọng nói của hắn ta giống như một loài rắn độc, lạnh lẽo mà âm u. Đến lúc ngươi ra tay rồi, Bạch Tố à. Bạch Tố mỉm cười, ôm lấy cái cánh tay của hắn ta, khẽ rên lên một tiếng. Hắn ta liền cười bó thắt lưng, đưa cái nhân vật nóng hổi thúc từng đợt mạnh mẽ vào trong người của nàng ta. Hắn ta cắn mạnh vào trong da thịt của nàng đến rứa máu, rồi lại liếm sạch cái dòng máu đó. Nàng ta ưỡn mình lên để rên rỉ, tiếng rên dâm đảng đã tràn khắp mực động tâm tối. Sáng hôm sau khi mà thức dậy, Chính Du sờ soạn bên cạnh thì chỉ thấy có mặt mạng trống trải lạnh lẽo, thì biết là cậu đã trở đi khá lâu rồi. Hắn từ từ nhấc thân ra khỏi giường, bị liên tục gọi Châu Châu. Vừa đi được một đoạn, đụng phải chiếc bàn mà ngã xuống đất. Dùng nhược một bên nhìn thấy, liền chạy đến để mà đỡ. Hoàng công tử à, người không sao chứ? Đại phu à, Hứa Thiên Châu đi đâu rồi chứ? Chính vô hút quảng. Hứa công tử đã vào sâu trong thành rồi. Hắn ta nói là muốn đi thám thính một chút tin tức rồi sẽ sớm trở về. Căn dặn ta bảo là người ở lại trên giường mà nghỉ ngơi đi. Đã, hắn ta đi một mình, rồi như xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao chứ? Không được, ta phải đi tìm hắn ta. Nè, hắn không có dẫn theo người là đúng rồi. Nếu như mang theo người, rủi ro xảy ra chuyện gì thì làm sao mà thoát thân chứ? Còn với mọi người nữa. Chính dù không nói gì, những cái lời mà đại phu nói đều rất là đúng. Nhưng mà cái chính hắn ta muốn là có, nếu như có bất trắc gì xảy ra thì sẽ cùng chịu, tuyệt đối không thể nào mà xa rời. Trải qua mấy lần phân ly, hắn ta đã hình thành một cái nỗi sợ vô hình. Thiên Châu vừa đi mất
hắn ta là liền chột dạ, không có yên tâm. Nhớ lại lúc trước, một thân một mình thì không sao, hắn ta đã quanh quanh luyện liệt mạch sống, cho đến khi Thiên Châu xuất hiện, trong cuộc đời của hắn ta liền thay đổi. Đi một bước cũng là phải tính, lùi hai bước cũng là phải suy nghĩ thật là thận trọng. Và giờ đây, hắn ta đã thấu đáo điều đó hơn ai hết. Dùng nhượng đỡ hắn ta ngồi lên trên ghế, rồi mở áo kiểm tra vết thương. Áo vừa tụt ra khỏi tay, y liền hoảng sợ. Sao lại có thể như thế này chứ? Chỉ sợ một đêm thôi mà cái vết lở lét trên người của ngươi đã khép miệng rồi. Thân nhiệt thì hoàn toàn bình thường, sao có thể chứ? Thì dùng nhịp quán sợ, chính vô nghe nhông trước ai. Ta từ nhỏ từ trước đã hơn người rồi, phụ thân còn cho ta theo một cái gì cao nhân học đạo, chắc là vì vậy nên cơ thể của ta đã nhanh chóng bình phục hơn người bình thường. Đại phu đừng quá hốt mà. Nè, ta thân là đại phu cũng chưa có từng thấy qua một cái thân thể nào như thế này đó, thật là thần kỳ. Nhưng mà cái đôi mắt của người, ta nhìn Thiên Châu sẽ tìm ra cái gì là anh thân y kia để mà chữa trị, mong ông trời sẽ thương ý của ta. Đang trò chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vó ngựa, tiếng người dân la hét, rồi lại có tiếng cầu cứu, giọng điệu nghe rất là quen thuộc. Là nữ tử của ta. Dung Nhược vừa hét lại vừa chạy ra ngoài. Chính Vô cũng lần theo cái âm thanh đó là dò mà bước ra. Thả ta ra, xin các người thả ta ra đi, ta là nữ nhân đã có chồng rồi. Bên ngoài là một đám lính, thủ lĩnh của bọn chúng thân mặc thiếp giáp, người thì tua tủ gươm giáo sáng lóa, miệng nở ra một cái nụ cười dâm ô, đè Dung phu nhân ra ở trên nền đất. Tiểu nữ tử à, ta để nàng đã lâu rồi, nàng xinh đẹp như vậy mà đi theo cái tên bệnh phu đó thì thật là đáng tiếc đó. Chờ ta một lần đi, ta sẽ mang nàng về để làm thức phu nhân của ta. Buộc ta ra đi mà, xin hãy tha cho ta, có ai không, làm ơn đi, cứu ta với. Dung phu nhân gào khóc thảm thiết, nhưng mà những người xung quanh ai cũng chỉ lo cho thân của mình, không ai dám động vào cái lũ quan binh hung ác đó. Bỗng rầm một tiếng, Dung Nhật dùng cái thân ghế để mà đánh vào cái người của tên thủ lĩnh. Lập tức chiếc ghế kia vỡ nát. Hắn ta vẫn là mình chân như vậy, đi liên tiếp quay lại mình nhìn Dung Nhược, lập tức một chân vung cước đến. Dung Nhược bị đâm văng vào trong vách nhà, thổ huyết bò lăn ra mặt đất. Dung phu nhân lồm cồm bò dậy, sang đến níu lấy tay cùng chồng của mình, khóc rưng rức. Thương con mà, thương con. Tiểu đầu tử và tiểu hô tử từ trong nhà chạy ra, đứa thì ôm chân, đứa thì ôm tay, cắn mạnh vào cái tên thủ lĩnh kia. Hắn ta dùng dậy rồi hất tức là mạnh, làm cho hai cái đứa trẻ văng ra mặt đường khóc chí chóe. Đám lính đi chung cả một trận vỗ tay mà reo hò. Rượu mừng không uống lại muốn rượu phạt, hôm nay ta sẽ chơi cho nàng đến chết. Nói xong, hắn ta liền nhanh chóng giống như là một con hổ đói lao đến, chồm lên trên người của Dung phu nhân, xé toạc quần áo nàng ta ra. Dung Nhược bò đến lấy một cái thanh kiếm ở trên mặt đất chém tới. Tên thủ lĩnh nhanh như chớp chụp lấy giật kiếm, rồi đứng phắt dậy, một chân đạp lên trên tay của Dung Nhược giày vò. Hắn gằn giọng, muốn chết ta sẽ cho ngươi chết. Dứt lời, hắn ta vùng dao đến, xoảng một tiếng, lập tức cái thanh đao kia bị gãy nát và rớt xuống đất. Cổ tay giống như muốn gãy lìa ra, đau đớn đến không tả xiết. Cái tên thủ lĩnh ôm cánh tay của mình, trong mắt của lên thì nhìn cái kẻ đã tấn công là Quan Chính Du. Hắn ta cầm bích thủy kiếm ở trong tay, kiếm vẫn là nằm yên trong vỏ, kiếm khí còn bị phong ấn, nhưng mà lực đạo phát ra uy vũ đến kinh người. Bọn binh lính bên cạnh lập tức tuôn kiếm để lao đến tấn công Chính Du. Tuy là hắn ta không thấy gì, nhưng mà hắn ta có thể nghe được. Nhanh chóng xoay kiếm liên tục, bích thủy kiếm chạm đến đâu, những cái vũ khí kia liền bị quỷ quại. Thấy vậy, bọn chúng dùng thân mình tấn công, liền bị Chính Du đạp đá văng loạn xạ, nằm trên rỉ ở trên mặt đất. Những người xung quanh vỗ tay rang trời, bọn lính lồm cồm bò dậy mà bỏ chạy. Trước khi rời khỏi, cái tên thủ lĩnh lại còn quát lên một câu, ta sẽ quay lại,
Người chết chắc rồi. Cút. Chính vừa hét to làm cho bọn chúng hoảng sợ, chuồn thẳng mà không dám quay đầu quay lại. Lúc này đây, chính vừa nhẹ giọng: Đại phu à, ông không sao chứ? Tiểu đồ tử và tiểu hộ tươi chạy đến để ôm lấy chính vừa kinh lớn. Chính vừa đại ca, ca thật là giỏi đó. Chính vừa xoa xoa đầu của bọn chúng rồi cười cười nhẹ. Nè, các người hãy dìu phụ thân vào nhà đi. Nói xong, hắn ta cũng theo bước vào trong, kéo cửa đóng lại. Hoàng công tử à, nếu như công tử không ra tay cứu giúp, e là hôm nay phu nhân của ta đã bị bọn chúng dài dò rồi. Ta chắc cũng là không còn giữ được tính mạng này. Xin những có phu phụ ta một lại đi. Đừng làm vậy mà, đại phu cũng đứng của bạn của ta, vì này là có gì chứ? Công tử à, gió công của ngài thật là lợi hại, nhưng mà bọn chúng người rất là đông đó, e là ở đây sẽ không yên với bọn chúng đâu. Vì này ta sẽ chờ Thiên Châu trở về rồi lập tức rời khỏi. Nhưng còn các vị, liệu chúng có buông tha không chứ? Người nhà của Dung Gia nhìn nhau không nói gì, ánh mắt đầy rễ bất an. Yên tâm đi, nếu các người có định ý là rời khỏi Diệt Thành này, ta và Thiên Châu nhất định sẽ toại nguyện. Nhưng mà việc này sẽ làm chậm trễ cái việc chữa trị đôi mắt của công tử đó, kéo dài e là sẽ không tốt đâu. Đừng lo cho ta, thấy người gặp khó khăn nhất định là phải ra tay tương trợ, huống hồ gì các vị còn là ân nhân của ta. Việc đó thôi, không bàn cãi nữa, giải xem xét vết thương của người là cái đã. Ta cũng cần phải đi làm nghỉ một lúc. Vậy được, chúng tôi vào trong. Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, binh lính vây kín cửa, cung tên dương sẵn, giả mắt lăm le. Một tên tướng quân thân người thước cao, mặt mũi hung tợn, cưỡi trên con ngựa hướng vào trong nhà mà hô to: Kẻ trong nhà lập tức ra ngoài, bằng không hôm nay chính là quả diệt gia của các người đó. Chính dù liền chục dạ, nắm chặt lấy bích thủy kiếm ở trong tay. Nhanh như vậy người đến đó hay sao chứ? Hắn ta nhíu mày thành hàng, từ từ mà bước đến, sờ tay lên trên cửa định mở ra. Tên tướng quân vừa dứt giọng thì nghe được một âm thanh phía tai, phía sau chói tai: Các người đi làm gì chứ? Thiên Châu đã trở về, gương mặt của cậu cao một cái mảng âm u, nhìn chầm chầm về đám quan bên kia. Là ngươi sao? Tên tướng quân mắt ngó tới Thiên Châu liền gằn giọng, cũng liếc nhìn hắn ta, nhếch mép lên cười. Mới đó đã gặp lại ngươi rồi, nhanh thật đó. Hôm nay lại muốn tìm ta giao đấu hay sao chứ? Quá ra ngươi đã cùng tên mù trong ngôi nhà này sao? Tên mù à? Hai từ đó không phải là hai người như ngươi có thể muốn nói thì có thể nói được không? Vì những lời, Thiên Châu ném thẳng cái thanh kim lên trên tay vào mặt của hắn ta. Chuôi kim vập thẳng vào trong miệng của hắn ta, làm cho hắn răng môi lẫn lộn, máu chảy tràn lan ướt đẫm các cái bộ râu dưới cằm. Hắn ta vật vã ngã xuống đất, ôm chặt rống lên đầy đau đớn: Giết hắn cho ta! Đám binh lính tràn lên, môn kiếm loạn xạ. Thiên Châu cười cười, dùng tay không để mà chặn kiếm, đoạt lấy một lần rồi bẻ gãy, xoay mình tung chưởng. Cái đám binh lính kia ngã văng ra, bảo phía sau gấp gáp dương cung tên lên để mà nhắm bắn hắn ta. Lượt tên vút tới, Thiên Châu phi thân lên trên cao, rồi bay tới một cước mạnh đá vào trong hàng rào người, khiến cho bọn chúng lăn đùng ở trên mặt đất. Cái tên tướng quân từ nãy cho đến giờ bây giờ đã lấy lại tinh thần, hắn ta tuốt kiếm lao đến rồi chém mạnh vào trong vai của Thiên Châu. Cậu ta nhẹ nhàng lách người để né đòn, thuận thế nắm tay của hắn ta bẻ ngược ra phía sau. Nghe rắc một tiếng, tay của hắn ta như là bị bẻ gãy, khóa chặt ở sau lưng. Hắn ta gào lên đau đớn, cậu ta thúc thêm một cước vào trong khuỷu chân, làm cho hắn ta ngã quỳ xuống đất. Đám binh lính lùi sát vào nhau, ánh mắt đầy hoảng loạn. Cái tên đầu sọ máu me đầy mồm, không còn sức để mà kêu la. Thiên Châu phủi tay mấy cái rồi lớn tiếng: Từng người đây mà muốn giết ta hay sao chứ? Không tự lương sức mình mà. Nói xong, cậu đứng đối diện khom lưng xuống, lấy tay bóp mạnh vào trong cằm của hắn ta, rồi khẽ lên nhìn mình.
Nghe rõ đi, ngươi mà còn dám đến đây mà quấy phá lần nữa, ta sẽ lập tức giết chết ngươi đó. Lần này ta sẽ tha cho bạn chó của ngươi, nhưng mà lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Còn nữa, người trong kia chính là một vị nam nhân đầu đội trời trên đập đất, không phải để cho một cái kẻ khốn kiếp như ngươi muốn gọi gì thì gọi, nghe rõ chưa? Thiên Châu trừng mắt bóp mạnh hắn ta, nghe cho hắn ta lắc lắc. Dạ rõ, rõ mà. Cái tên đầu lĩnh giọng run run, Thiên Châu tả hắn ta ra. Hắn ta liền lồm cồm bò đi, trông thật là vô cùng thê thảm. Cái đám linh đên đừng hắn ta dậy, rồi nhanh chân tẩu tán. Toàn bộ đám đông chỉ trong tích tắc mà tản ra. Dân chúng ở trong thành cũng đã nhanh chóng nhộn nhịp sinh hoạt trở lại. Nhưng mà kể từ hôm đó, họ đã truyền tay nhau về một sự tích. Ở Dung Gia có hai vị nam nhân hành hiệp trượng nghĩa, bàn sang nam nhân ánh mắt mù đánh một đám lính chạy mất để cứu Dung phu nhân. Lúc trưa thì nam nhân mắt sáng lại đã bại toàn bộ cái cánh quân của tên tướng quân khét tiếng là ác bá. Điều này chưa từng bao giờ xảy ra ở Diệt Thành của trước đây. Xem ra họ đã phải gặp khắc tinh rồi. Tiếng lành cứ như thế mà đồn xa, nhanh chóng lọt vào trong tay của ai đó đang thoải mái hưởng thụ ở cấm cung. Kẻ đó nhếch miệng cười ra, rồi ranh ma tiếp tục hưởng thức mỹ vị của mình. Thiên Châu sau khi đánh đuổi cái đám quan minh chạy tan tác, thì Tiêu Sái mở cửa bước vào nhà. Cánh cửa kia vừa đóng lại, công đi một cái tên nào đó đứng đợi sẵn, ôm cứng ngắc. Nè, vài bữa nữa có đi đâu, phải mang theo ta nghe chưa? Ta lo lắng lắm, có biết không chứ? Chính Dù ôm chặt lấy Thiên Châu từ phía sau mà ôm nhu nói. Nè, ngươi đứng ở đây bao lâu rồi chứ? Từ khi nghe được giọng nói của đệ đó, lúc nãy ta định mở cửa ra, đừng nghe thấy nên ta lại ngoan ngoãn ở lại trong này. Ta không muốn làm được cho phân tâm. Lúc ta đi ở nhà đã xảy ra chuyện gì chứ? Bọn chúng là đến tìm ngươi sao? Ta đến chơi với bọn chúng đó. Cái gì? Mau ngồi xuống đi, ta xem là có thứ gì không. Thiên Châu liền xoay người lại để chính Du ra đây mà nhìn ngó. Không sao, không sao đâu mà. Thuốc của Dung đại phu từ lời đại hại đó, vết thương đã liền miệng hết rồi. Không thể nào, thương tích của người chính là do Lý Thần gây nên mà. Một phàm nhân như ông ta sao có thể chứ? Nè, để phải chăng là có người gì chứ? Hôm qua lúc mình ngủ say, Dung Nhược đã kể cho ta nghe về vị tổ mẫu của họ rồi. Nghe qua ta lại nghi ngờ lãnh thần y cũng chính là tổ mẫu của Dung gia. Nè, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Người xem, cơ thể của người tuy là có khả năng hồi phục nhanh hơn người khác, nhưng mà đây không phải là cái vết thương thông thường. Dùng đẹp mù kia lại làm cho vết thương của ngươi nhanh chóng là như vậy, lại khẳng định rằng nghi ngờ đó có thể là sự thật rồi. Dung Nhược cũng có một phần cốt thần ở trong người, nhưng mà điều này chắc chắn là chính hắn ta cũng không biết rõ đâu. Nói như vậy thì là nắm được một chút này rồi. Khi mà gặp lãnh thần y, chí ít cũng là có được một chút quan hệ chứ. Chính là như thế. Nhưng mà cái điều đó cũng là không có quan trọng đâu. Hôm nay đang gây chiến với bọn người kia, chắc chắn là họ sẽ không để ý cho Dung gia. Thiên Châu, chúng ta cần là phải giúp họ rời khỏi Diệt Thành. Ừ, ta cũng đã có ý này. Diệt Thành không phải là cái nơi tốt để mà sinh sống. Sau khi dò ra tung tích của lãnh thần y thì nhất định sẽ giúp họ rời khỏi. Nhưng mà Chính Vua, cái điều mấu chốt mà ta muốn nói chính là ngươi không thấy chúng ta tìm ra Dung gia là quá dễ dàng hay sao chứ? Theo như những gì mà ta nghe ngóng được thì cái trận bão tuyết hôm qua nó đến quá là bất ngờ. Hơn cả một kỳ trăng nữa mới đến cái mùa tuyết rơi mà. Nếu không phải vì cái trận bão tuyết này thì người đã không bị thương hàng, và chưa chắc là chúng ta đã đến được Diệt Thành. Khi mà vào đến Diệt Thành thì lại không có binh lính để mà trấn giữ, chúng ta thì lại thuận lợi vào trong. Mọi việc là khá dễ dàng, khiến cho ta nghĩ ra cái chuyện này không hề đơn giản đâu. Cho vậy thì giờ chúng ta tới tìm Diệt Thành chủ, không nên dây dưa ở đây thêm nữa. Nhưng mà sức khỏe của ngươi thì sao chứ? Dù gì tiên lực là chưa hồi phục đâu, nhưng mà ta có thể tự bảo vệ mình mà. Đây không cần phải lo cho ta đâu.
Ta ra rất muốn đi cùng với đệ đó, nhưng rồi lại sợ cái bọn người kia lại đến cái phiền phức cho Dung gia một lần nữa, nên ta sẽ ở lại để mà bảo vệ họ. Nè, để đi nhanh thì nhanh đi, hãy cẩn thận. Nè, ngươi đừng lo lắng cho ta mà. Dạng bất nhân, ta sẽ dùng đến tiên lực. Dành tới đây đây, chính vụ. Ờ, khoan đã. Còn gì nữa? Ừ, nè, hôn ta một cái rồi hãy đi. Ta rất là nhớ đệ đó. Ngươi thật là giữa ban ngày ban mặt làm chuyện này xem chứ. Ừ, ta không cần biết đâu, hôn ta một cái thôi. Nè, bộ cái chuyện này nó khó khăn lắm hay sao chứ? Được, không có không có mà. Thiền chào câu bày, tôi nhìn đông ngó tay, Điền Hứa mặt sang, lướt nhẹ lên trên một quán ta, đánh chuột một cái. Nụ hôn kia, nó giống như là chuồn chuồn nước nước này. Làm sao mà một nam nhân đang ở cái tuổi khó ở như hắn ta có thể chịu được chứ? Chính dù tuy là bị mù, nhưng mà tính giác của hắn ta hoàn toàn nhạy bén hơn người. Lập tức người chạy lấy cái gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó, lần tìm cái chiếc môi mỏng đỏ mà ghi giữ, mà ngó nghiến. Thiên Châu giống như là mất hết sinh lực, buông thõng đôi tay, nhắm nghi mắt lại để có thể tận hưởng cái nụ hôn đầy mê hoặc từ hắn ta. Chính vô lại hứng tình hôn xuống cái cần cổ mềm mại của Thiên Châu. Hắn ta gấp gấp sờ mó sau lưng, làm cho cậu nhẹ run rẩy lên. Bỗng Thiên Châu vươn tay giữ hắn ta lại, ngã đầu vào trong lòng của hắn ta, thở hổn hển. Dương vật bên dưới của hai người va chạm vào nhau rất là thân mật. Khi mà người mới đệ, ta lại không kiềm chế được. Ta chỉ là muốn lập tức dùng vào thân thể của đệ thôi, chỉ là muốn cắn vào trong da thịt của đệ. Châu Châu à, nhưng mà ta phải đi rồi. Hắn ta kề vào tay của cậu để mà nỉ non. Nè, tối nay hứa là phải đuổi bộ đắp cho ta đó. Đang ở nhà của người ta mà bù đắp cái gì chứ? Ta không cần biết đâu. Khi mà gặp lại nhất định là phải bù đắp đó. Chúng ta là cả đêm qua chỉ có ôm nhau mà ngủ thôi, thực lãng phí thời gian mà. Đúng là một cái kẻ khốn kiếp mà. Chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể được hay sao chứ? Ta cũng chỉ là khốn kiếp dùng mình đệ mà thôi. Đi nhanh về sớm đi, ta hứa sẽ ở nhà ngoan ngoãn để chờ đệ trở về. Nhìn hắn ta lúc này cứ như là tiểu tức phụ đang căn nhà lão công của mình trước khi mà hắn ta đi xa. Thiên Châu cảm thán một chút rồi lấy tay vẽ lên mặt trên má của hắn ta, giọng điệu trêu chọc. Được, tiểu nữ tử à, ngoan ở nhà đợi ta đi, nhất định ta sẽ mang quà về cho ngươi. Chinh dù nghe bà từ tiểu nữ tử mà trong phút chốc chẳng rõ ra cái từ vị gì. Cứ như thế, nghe tiếng đóng cửa chặn lại, Thiên Châu đã đi rồi. Hắn ta lại giật xoay người lại. Tiểu hô tử, tiểu nữ tử à, ra đi đi, còn trốn góc đó làm gì chứ? Hai cái hài tử đang che miệng cười rúc rích nghe Hoàng Chính Du gọi, điên chạy ùa vào trong lòng của hắn ta. Nè, tại sao đại ca lại cắn môi của thúc chứ? Mẫu thân nói là cắn người khác chính là không tốt đâu. Lúc mà tỷ cắn tay của đệ đó hả, đệ rất là đau đó. Đại ca cắn thúc lâu như vậy, thúc có bị đau không? Chính Du bất giác nở ra một nụ cười. Đồ hôn ngọt ngào lúc nãy đã lập tức qua cái nhìn của trẻ con, nó lại trở thành cắn nhau. Hắn ta đưa tay sờ đầu của tiểu hô tử, ôm vô nói. Nhóc à, đó không phải là cắn đâu, đó là hôn. Châu Thúc Thúc cũng đã không khí đau nữa. Đại ca sẽ không bao giờ làm được Thúc Thúc. Vậy để có thể hôn tỷ tỷ không? Nè, để sẽ không làm cho tỷ tỷ đau. Việc đó thì lại không được đâu. Chỉ có những người yêu nhau mới có thể hôn nhau thôi. Sau này khi lớn lên, để sẽ gặp được một người làm cho đệ cảm thấy nhớ nhung thì hãy hôn người đó, nghe chưa? Vậy là đại ca và Thúc Thúc đang yêu nhau hả? Nhưng mà tại sao đại ca lại yêu Thúc Thúc chứ? Chính dù cười cười không nói gì, hắn ta cũng không biết vì sao hắn ta lại yêu Thiên Châu nhiều đến như vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết là cả đời này không thể nào thoát khỏi ánh mắt ấy. Đó chính là định mệnh, gặp Thiên Châu là do thiên ý, nhưng mà yêu Thiên Châu từ chính hắn ta mà ra. Hắn đã tin mọi thứ trên đời này có thể nằm ở trong sự thao túng của ông trời. Sinh, lão, bệnh tử, luân hồi chuyển kiếp,
và nhiều thứ khác nữa. Duy chỉ có tình yêu là không thể. Trong cuộc đời của hắn ta chưa từng trải qua cái cảm giác yêu thích một ai khác nó mãnh liệt đến như vậy. Từng khoảnh khắc đó, hắn ta đều muốn cùng với cậu trải qua cả cay đắng lẫn ngọt bùi. Khi mà hai đứa trẻ đã rời đi rồi, chính Du đến ngồi lên trên giường rồi bắt đầu vận khí. Hắn ta muốn sức lực có thể nhanh chóng hồi phục. Dù là mắt của hắn ta không nhìn thấy, nhưng mà tai có thể lắng nghe. Ngộ nhỡ như cả đời này hắn ta không thể nào nhìn lại được, thì hắn ta vẫn là đủ cái bản lĩnh để có thể bảo vệ Thiên Châu của hắn. Chỉ cần là như vậy thôi cũng đã đủ để cho hắn ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Lúc này đây, Thiên Châu một mình lặng lặng tiến về hướng cung điện của Diệp Thành. Cậu chọn một cái góc khuất rồi phi thân vượt thành lẻn vào bên trong. Không uổng danh là thành chủ mà, ở một cái vùng biên cương xa xôi như thế này mà cung điện của hắn ta quả thật là xa quá. Sơn son thiếp vàng, mọi thứ đều rất là lộng lẫy. Vừa đi được một lúc, liền cảm thấy một đám cẩm y vệ đi qua. Thiên Châu lập tức bắt giữ một tên, đánh cho y ngất rồi đoạt lấy y phục của y. Cậu thay nhau xong nhanh chóng, rồi hòa vào trong hàng ngũ tuần tra đi khắp nơi trong cung điện. Sau khi mà đã xác định được tẩm cung của Tống Dực, cậu lại lẳng lặng phi thân lên trên nóc nhà, gỡ một miếng ngói rồi nhìn vào bên trong. Một cái cảnh tượng đã đập vào trong mắt khiến cho Thiên Châu khẽ giật mình, là cái cô nương thân thể trắng như tuyết đang ngâm mình trong bồn tắm thư giãn mà cọ rửa. Cậu giật lùi lại, liền phát ra tiếng động, nàng ta nhanh như chớp kéo cái mảnh lụa khoác hờ vào người rồi bay lên kéo Thiên Châu rơi xuống. Hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng là ngã xuống đất. Người của cậu đã đè lên trên thân thể của nàng. Lúc này đây, bốn mắt nhau nhau, cậu đã nhanh chóng nhận ra người quen là cô nương sao. Mặt của nàng ta ửng hồng, đẩy Thiên Châu ngã sang một bên rồi lách người khoác áo vào. Toàn bộ hành động diễn ra chỉ là trong nháy mắt thôi. Cậu ái ngại ngồi dậy, chưa biết là phải nói gì thì đang nghe được cái âm thanh trong trẻo mềm mại đang cất lên. Mới đó đang gặp người sao? Nói ta nghe đi, ngươi giờ đây làm gì? Không phải là để rịch Tống Thanh ta tắm chứ? Tống Thanh Thu sao? Nè, vậy này là con gái của Tống Dực rồi. Thiên Châu bối rối một hồi. Cậu từ lúc sinh ra cho đến nay cũng chưa có từng trải qua cái cảm giác ngượng ngùng như vậy. Lại là tình hay lý gian? Cậu làm gì có cái tâm cơ để mà rình nữ nhân tắm vào trong lúc này cơ chứ? Lão công của cậu, cái tên mà ghen tuông bá đạo ấy mà biết được cậu rình mò cô nương và người ta tắm rửa, thì lại còn diễn qua cả một cái màn ôm ấp tình sắc như thế này, thì chắc chắn rằng hắn ta sẽ tức đến thổ huyết mà chết đi. Nghĩ tới gương mặt của hắn ta, Thiên Châu lại khẽ rùng mình một cái. Ờ, nè, ta đến đây để tìm việc thành chủ đó. Cô nương chính là Tống Thanh Tô, vậy có phải chính là nhi nữ của thành chủ không? À, quá ra không phải đến tìm ta mà là phụ thân ta sao? Vậy là không được rồi. Trừ khi nói ra cái nguyên do nghe có lý ra một chút, ta nhất định sẽ suy nghĩ lại. Thiên Châu cười cười, trong lòng cả một trận chém giết. Đó, ta đâu có đến đây để mà xin phép cô nương đâu chứ, cô gấp gáp làm gì? À, ta là có một hoàng hữu đó, hắn ta không may đã bị quả quan lập cho mù mắt. Từ xa nghe nói là có một vị lãnh thần y nổi danh ở Đại An, có thể là chưa được khỏi bệnh tình cho hắn ta, nên ta đã ngàn dặm xa xôi bến ở đây. Trên đường có người đó là phu nhân của Dịch Thành chủ đã từng được thần y cứu chữa một lần, nên rất là muốn được diện kiến để thăm dò ra tin tức. Làm sao ta có thể tin người chứ? Có thể là các ngươi từ Quân Liêu đến đây để thăm dò thám tính thì sao đây? Thiên Châu từ lúc nào đang quan sát cái vẻ mặt của Thanh Tu này, ta nói chuyện mắt thì liên tục rời khỏi cậu, hai gò má thì ửng hồng, lời nói hàm ý trêu ghẹo chính phần là đã phải làm của cậu rồi. Thiên Châu khẽ nhếch mép cười cười. Ờ, à, cô nương à, đã từng gặp ta biên cương đó, chắc chắn là không cần phải nói nhiều đâu, tin hay không là tùy nàng. Giờ ta phải đi rồi, xin lỗi vì đã mạo phạm. Ê, khoan đã, ai cho ngươi đi chứ? Đã vào đây là nhìn thấy ta như thế này, đâu phải là cái việc gì cũng có thể theo ý ngươi muốn chứ. Ờ, vậy thì cô nương còn cười với ta chứ? Ít nhất ngươi cũng phải là chịu trách nhiệm đó. Chịu trách nhiệm sao?
Thiên Châu nhíu mày mà nhìn Thanh Tô. Nàng ta vừa nói lại vừa vươn tay đến sờ ngực của Thiên Châu một cái, làm cho cậu giật mình, liền nắm chặt tay của nàng ta đẩy ra. Xin cô đừng tự trọng cho, đừng để cho ta thất lễ. Nè, ta lại bắt đầu cảm thấy có hứng thú với người rồi đó. Chưa từng có ai dám khước từ ta, người lại anh tuấn như thế kia, để ta xem bản lĩnh của người tới đâu chứ. Vừa nói nàng ta lên vùng tay đánh đến, tay phải tấn tới đan điền, tay trái lại phát công lên ngực. Lực tấn công rất là mạnh, cú nào cú này giống như là muốn ra tay để triệt hạ. Thiên Châu liên tục đỡ đòn, nàng ta tiến một bước, cậu lùi một bước. Thay thế, nàng ta co hai khuỷu tay lại rồi tấn công vào trong mặt của Thiên Châu, dùng chân cước mà đá tới. Cậu liên tục để né đòn, nhưng mà thấy nàng ta không có dấu hiệu lùi lại, càng đánh thì lại càng hăng, cuối cùng cũng đành phải ra tay. Khi mà Thanh Thô đang dùng lực lao đến, Thiên Châu lại liền xoay về phía sau, rồi giáng tay lên trên vai của nàng ta một cái. Nàng ta cũng xoay người lại, dùng tay để tấn công về phía hạ bộ của Thiên Châu. Cậu trở mình chặn tay của đối đó để khóa chặt, rồi kéo đến gần mình. Nàng ta thuận thế ngã vào trong người của Thiên Châu, rồi lại dùng một cái ánh mắt tình tứ để mà nhìn cậu. Ta rất là thích người đó, ở lại với ta ít hôm đi. Nè, ta sẽ giúp người để tìm đến thần y. Thiên Châu thấy như thế cũng là muốn đùa một chút, cậu tỏ vẻ ra rất là ngây ngô. Đã nói thật chứ? Chỉ cần là ta ở đây vài hôm, nàng sẽ nói ra tung tích của lãnh tử đi đó cho ta hay sao chứ? Phải, ta hứa với ngươi. Vậy thì được rồi, nhưng mà ta muốn trước hết nàng giúp ta một việc đi. Là chuyện gì chứ? Hôm qua ta và bằng hữu vào trong dực thành, đi được một cái vị đại phu giúp đỡ đó. Nhưng mà không may sáng nay quan binh của ngươi lại đến đó để bắt bớ phu nhân của nhà người ta, hại cho ta và bằng hữu của ta phải ra tay tương trợ. Nè, nàng có thể đảm bảo được sự an toàn của dinh họ không chứ? Và đó bằng hữu của ta vào trong cung của nàng ta, ta sợ rằng hắn ta ở ngoài kia sẽ gặp nguy hiểm đó. Nè, hắn chính là gì của ngươi chứ? Sao lại giúp hắn ta nhiều đến như vậy hả? Ta chính là xem hắn ta như là người thân vậy đó. Vậy thì được, ta sẽ toàn nguyện cho ngươi. Nhưng mà trước hết phải làm gì để trả lễ cho ta chứ, đúng không? Nè, không phải là cô nương chỉ là muốn ta ở lại đây ớt hôm hay sao chứ? Nếu như cô nương không muốn thì ta có thể rời khỏi ngay lập tức. Dù gì cô nương là cũng không thể nào chặn được ta đâu. Xem như chúng ta chính là chưa từng hứa hẹn điều gì. Nghe cậu nói như thế, Thanh Tô lại liền khẩn trương. Thôi được, nè, ngươi thật là khó chịu đó. Ta sẽ làm theo lời của ngươi nói. Còn ngươi, hãy lại đây mà chờ ta. Xong việc, ta sẽ quay lại để tự mà tìm. Ta sẽ cho cái cung nữ để hầu hạ ngươi, ăn uống cùng với tắm rửa. Nè, như vậy có được không chứ? Vậy thì tốt rồi. Nhanh chóng đưa bằng hữu của ta vào cung đi, ta không yên tâm với hắn ta. Được, ta sẽ làm ngay. Tống Thanh Thù vừa xoay đi, giống như nhớ ra cái thứ gì liền quay lại. Nè, ta chỉ có hỏi ngươi tên gì đó. Hứa Thiên Châu. Hứa Thiên Châu sao? Nè, cái tên thật là hợp với người đó. Vậy ta đi đây. Nói xong, Tống Thanh Thù lại chạm tay vào trong mặt của Thiên Châu, rồi cười cười một cái liền bỏ đi. Thật đúng là một cô nương háo sắc mà, một cô nương diệt chính vua. Vào đây, nhớ đừng có bao giờ ghen tuông với dẫn mà làm lỡ đại sự của chúng ta nha chứ. Thiên Châu nào có biết rằng những cái tính toán của cậu sẽ nhanh chóng bị cái tên nào đó làm cho đổ vỡ đi. Bình giấm chua của hắn ta mang từ thần giới đến lại lập sắp ngập ngụa ở cái cõi phàm nhân này luôn rồi. Tống Thanh Thù vừa rời khỏi thì một đám thi nữ đã bước vào, mang theo y phục đến mà hầu hạ cho Thiên Châu tắm. Không quen với cái đại ngộ này, cậu liền có một chút ngại ngùng. Nè, cái gì tắm rửa, các ngươi để ta đi, hãy lui xuống. Thì nữ dẫn đầu vẫn là không chịu buông ta. Nè, quận chúa đã căn dặn là chúng tôi nên là không dám đi người đâu. Hứa công tử xin hãy hợp tác cho. Thiên Châu nghe qua những cái lời này cũng có một chút đạo lý, nhưng mà căn bản vẫn là không có quen với có nữ gì nhìn ngó qua thân thể của mình. Cậu lại thoái thác. Nè, nếu như quận chúa có trách phạt, ta sẽ thay các người gánh vác cho.
không để cho các ngươi phải liên lụy đâu. Phiền lui ra cho, khi nào tắm rửa xong á, có gì cần ta sẽ truyền gọi. Nè, vậy là không được đâu. Chúng tôi á, ai cũng đều là rõ tính cái quần chúa đó. Nếu như không hầu hạ người chu đáo, dạng mức nhất là có chuyện gì thì cái mạng nhỏ của chúng tôi không mà giữ lại lắm đó. A Thi Nữ vừa nói là vừa ra hiệu cho cái đám cùng nhau sấn đến, đem mà cởi cái lớp quần áo từ ngũ thiên châu ra. A ta vừa cởi đến đâu, mắt lại liền sáng được đến đó. Rõ ràng chính là đang bày trò mà. Quần chua chỉ là một cái cớ mà thôi. Cái đám thị nữ này từ nhỏ đã nhập cung rồi, đến da thịt của đàn ông như thế nào còn chưa có nhớ rõ. Vừa lúc thấy được một Hứa công tử khôi ngô tuấn tú, soái khí bức người xuất hiện. Nếu như không tận dụng cái cơ hội này mà nhìn ngó qua, sơ soạn qua, thì thật là uổng phí cái thành ý của ông trời rồi. Vì thế, bọn chúng lại cố ý dây dưa để có thể sờ mó cái cơ thể của nam nhân như thêm một chút. Thiên Châu khẽ rùng mình khi mà nhìn thấy những cái cặp mắt háo đói lướt trên thân thể của mình. Thôi thì chỉ trách là mẫu thân của hắn ta sinh ra sắc đẹp công nhân, đi đến đâu đi để cho kẻ thương người nhớ. Thôi thì cũng đâu có mất mát gì đâu chứ. Đã cố đuổi đi rồi nhưng mà bọn chúng lại không chịu đi. Hưởng thụ cái sự đại ngộ này một chút cũng lại không quá đáng đây chứ. Cái tên chồng già thì đang ở nhà, chắc chắn là hắn ta không có hay như vậy mà đứng đây đâu nhỉ. Nghĩ đêm đó, Thiên Châu đã ngừng chống đối, ung dung đi theo cái đám thị nữ đến cái căn phòng ở phía sau. Tẩm cung của Tống Dực đã chia ra rất nhiều gian phòng. Mấy ngày trước, nơi đây chính là nơi ở của hắn ta. Nhưng mà từ ngày lập thêm phi tử, hắn ta đã sớm chuyển sang một tẩm cung khác. Nơi này, nó có đầy đủ tiện nghi để lại cho Thanh Thu mà hưởng thụ. Chẳng có trách lúc nãy Thiên Châu lại vào nhầm. Cái nơi mà thị nữ dẫn cậu vào nó khác hẳn với cái căn phòng của lúc nãy Tống Thanh Thu tắm, là một cái gian lớn hơn đối với một dục trì. Nó rộng lên phản phất khói sương, còn có hương hoa nhẹ nhẹ từ những cái cánh hồng đỏ trực nổi trồi bồng bềnh ở trên mặt nước. Chiếc rèm mỏng tay màu vàng nhạt đã chắn ở chiếc dục trì, nó khẽ lung lay nhẹ theo từng đợt gió mát lạnh. Thiên Châu từ từ bước xuống cái hồ, đặt thân vào trong làn nước ấm. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc mà hoàn thành của Lục Cảnh Hào, cậu ta chưa có một lần tắm rửa thật là thoải mái như vậy. Đại ngộ này đúng là cái cơ may để cho bản thân thư giãn một chút mà. Vừa nhắm mắt lại định hưởng thụ thì bất chợt lại giật mình vì có tiếng bước chân khẽ khàng khuấy động mặt nước. Là cái đám thị nữ. Chúng đã nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài, trên thân thể chỉ còn có vỏn vẹn cái mảnh vải tơ tằm mềm mại phát lên. Còn chừa cái một khoảng ngực rộng trắng ngần, Thiên Châu tức giận mà hét lên. Đó, cái người định làm gì chứ? Nè, chúng tôi đánh hòa công tử mà. Không cần, ta không cần, cứ nói cho ta đi. Tiếng của Thiên Châu vang vọng chói tai, làm cho cái đám thị nữ kia tái mặt. Chúng nó từ từ leo lên trên bờ hồ rồi lui xuống. Từ phía chết mà, nữ nhi con gì mà không biết giữ lễ tiết. Chẳng lẽ là phàm nhân, cái cô nữ nhà nào cũng là bạo dạn đến như thế hay sao chứ? Vừa ngẫm nghĩ, cậu ta vừa lấy tay váy nước ấm rưới lên trên người, nhặt những cái cánh hoa đỏ tươi mà đùa nghịch. Cái màu hoa đỏ càng làm cho da của Thiên Châu trắng bần bật. Chiếc cổ non mềm, cái cầm hết lên trên cao, mắt nhắm nghiền thư thái, đôi môi đỏ mọng hé mở, mái tóc dài được búi cao lên, lại còn có vài cọng len ngoe rủ xuống trán, xương quai xanh tinh tế, hai cái quả anh đào hồng hồng ở trước ngực liêu nhân. Trong Thiên Châu lúc này có bao nhiêu quyến rũ cùng với mê người, cả một cái khung cảnh thật là mỹ lệ, làm cho cậu ta thích thú. Wow, thật là sảng khoái mà.